trời ơi, bởi vì già cả, bo có nồi thịt à, cũng canh xem xíu nữa thép. Nay nhìn mặt tươi dữ ta, mấy chục năm rồi mà nhìn hoài ông dáng còn đẹp hoài à. Trời ơi, tụi nhỏ nó sắp về rồi đó, năm nào cũng vậy. Cái đám này nó ngộ lắm, nó về ngay 30 nó về à. Vậy đó mà sáng mùng 1 gà chưa gái nữa nó bỏ đi hết rồi. Thôi kệ, có vợ chồng mình là vui rồi ha. Tôi á là tôi biết bà là bà thích vui nhộn, xuân tết đồ là bà phải rền rang. Đây tôi có chuẩn bị hết, bà coi nè. Đó, hú hồn không, hú hồn liền, trời ơi, rận trời liền. Gọn hồi là tôi mình tôi quét. Ủa sao, còn nữa biết nhiêu đây là bà chưa vui đâu. Bà là phải rần rần bà mới chịu. Tôi có chuẩn bị nhạc xuân cho bà đó nè. Mẹ xuân này còn không về. Cái gì vậy? Ê, bài này hôm bữa nó ma bà mở quên xó. Vậy rồi đây nữa tôi chuẩn bị lại nghe không. Bà ơi con về nè bà ơi. Ê, bà ơi thằng Út nó về, thằng Út nó về kìa bà. Ô là trời. Xuân rơi. Cái giò nó thấy cưng quá. Nó lâu sóng giò của con cháu sang năm lại đón Tết sang. Hey, bà kính chúc của con xe gầm lên trên đầu đường để lộc thắng Tết này. Hey, chúc từ già và chúc lâu sóng già. Họ lâu không xa, đầu xuân là xa. Hey, hey. Có. À, ba. Hay quá, trai. Hay ba. Hay. Mà có thể nào viết cái lời lại không? Để tối bà đọc cho ba hiểu. Chứ mày hát dính chùm tao không có nghe. Tao không biết gì hết. Bây giờ nó hát quan trọng là cái melody. Thế còn cái lyric nó không quan trọng. Cái lyric là cái gì? Là cái lời bài hát đó ba. Nó không quan trọng được. Rồi mà con về là vui rồi. Vui. Ôi, nói nghe nè. Sao về mà bữa nay năm nay nguyên cái lo kẹo kéo vậy vậy? Con nghe người ta nói ở dưới quê nè. Ba bị hàng xóm bán vốn. Nhưng mà hát karaoke hoài. Con tức. Con mới đem cái này về tặng cho ba. Ba hát dằn mặt người ta. Hàng xóm không biết điều. Hát hay không chết rồi mắng vốn hả? Ba là có giọng hát mà kêu bằng lụa trải nhung căng ở xóm này đó. Đừng giỡn. Ủa hát phải có căng có cốt mới hát được hả ba? Căng cốt là gì? Lụa giải. Lụa là hát im điềm như nhung như lụa đó con. À hát mượt mà ba. Mượt mà. Nhiều quá. Bây giờ cái loa này cái mới toan luôn nhạc ba mà. Mới lắm không? Mới xài 4 năm mà. 4 năm đem đi bảo hành đi đưa tao làm chi? Không, cái loa này xịn lắm, xài được hơn 2 năm lận. Hát thử liền, đưa mượn hát. Hát không? Hát bài gì? Xuân mà mình phải hát bài vui nhộn cho con. Bài gì bác? Đắp mộ cuộc tình. Hát đắp mộ cuộc tình. Bài này xưa má mày thích lắm đó. À vậy không hả? Phải giỡn chơi đâu. Vậy anh thử coi. Alo alo. Say xuân mộng ban đầu yêu người thuở mới đôi mươi em đang đổ trắng tròn. Trời ơi bà, ai đổ ba hát ngộ vậy? Hát hú hồn không? Hát hồn luôn. Còn nữa chưa? Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về. Ba, ừ. Tôi có giọng má này nữa. Giọng má gì? Giọng này là giọng máy. Ủa giọng máy? Nghe như giọng máy vậy? Trời, tao hát được hai giọng, giọng nam, giọng nữ. Hai giọng luôn. Muốn mời tao là phải lên giới thiệu đàng hoàng. Giới thiệu sao ba? Nam nữ ca sĩ tao mới lên tao hát. Giới thiệu kỳ, giới thiệu nam nữ nghe ca sĩ. Ủa tao hát được hai giọng mà, giọng nam, giọng nữ phải giới thiệu đầy đủ cho con. Thôi ba hát cái giọng chính tông của ba đi. Thôi. Giọng chính tông đi. Thôi không hát đâu. Hát đi. Không. Cho hai cái lò. Hát liền. Mở nhạc đây. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Anh bày nói gì? Em đứng chờ anh trước sông thừa. Anh đi qua đầu ngõ hỏi nhau rằng xuân đã về chưa. Dạ cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và đồng hành vlog baby của hai vợ chồng. Nhớ đón xem mùng năm ha, mùng năm Tết này hai vợ chồng chúng tôi sẽ tiếp tục đi du lịch tại một địa điểm, đó chính là Lai Châu, và hai vợ chồng lên tới đỉnh Bù Sa Tèng, mong mọi người là bu vô coi nha. Dạ rồi, chào. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lại. Con rể, thôi cái rượu về. Mày làm gì vậy?
hai vợ chồng mở kênh YouTube. YouTube? Ba có kênh riêng? Ba cũng có kênh YouTube luôn. Ba có hả? Làm về chi? Kênh của ba mày biết tên gì không? Kênh cái gì? Kênh Nghiêu Lộc Official. Chú hai người subscribe qua lại là, vui vẻ. Là cái đó cái tên thôi nha. Nhưng mà mình đừng có làm nội dung là về nước cống. Đâu có, ba cứ xuống kênh Nghiêu Lộc có gì quay đó. Không được rồi, quay vậy là kỳ rồi đúng không? Ê, ê, làm sao là không subscribe hả? Bởi vì gái tao lấy mày là tao không có ưa rồi, tao không chịu, thiệt. Thái độ vậy là ngày mai mùng 1 là khỏi mừng tuổi luôn nha. Ba giỡn chứ. Gái ba. Ơi, qua chào anh chị bay. Dạ, quên ba. Ủa, anh ba. Trời ơi, ba. Ba. Trời ơi, này bảnh tỏn quá mày. Từ ngày mà anh với chị mày đuổi mày đi á. Ê, nói đàng hoàng anh ba. Đuổi đi trời. Sao vậy? Tự đi ra. Cái gì vậy? Thì bây giờ đuổi đi thì nói là đuổi. Anh nghe này, bây giờ ở đây không có ba mà. Anh nói vậy lỡ chứ ba nghe được rồi ba buồn rồi sao? Có gì đâu mà buồn. Bây giờ anh còn tính nói là cái chuyện là ba ơi, giờ hai vợ chồng con làm ăn thất thế rồi, bây giờ là nghèo rồi. Đâu có sao? Nói ra. Chứ nói cái chuyện nó ra lỡ như ba biết được có không? Có được đâu. Em có giấu gì? Con sao đâu? Bây giờ bà hai vợ chồng ở bốn cái nhà hàng bán hai cái rồi hai cái trả mặt bằng giờ. Thiệt hai vợ chồng nó làm gì nó xù xì vô nhà tao xù xì không các bạn không có xù xì vậy chứ ba đừng có để tâm ba. Tao rõ ràng là tao nghe xù xì nói xấu tao. Không nhiều khi xù xì nó hồi xù đầu bà luôn các bạn. Xù đầu bà là nói xấu bà rồi. Ê hai vợ chồng mày không biết điều nghe. Vô nhà tao tự nhiên mắc gì xù xì nói xấu tao. Không phải. Đây ý là bà kêu là Tết nhất năm nay gửi tiền cho ba nhiều dạ, hơn những năm trước cho cái gì ba xài. Mừng tuổi ba. Vậy là quá đúng rồi, vậy đâu có xù xì đâu mày ha. Con nói ba nghe, dạo này á vợ chồng con ở trên đó bận rộn lắm á ba. Công việc làm ăn của tụi con á nó đang phát triển lắm á. Cho nên á là tụi con á hơi bận bịu chút, mỗi năm về thăm ba được có một lần, ba đừng có buồn tụi con. Gái ba đẹp quá à. Mừng tụi mày làm ăn được là ba mừng lắm luôn nha. Dạ, ba mà con nghe nói anh hai á ba dạo này làm ăn cũng khá lắm á ba. Nó mới điện về cho ba nè. Dạ. Nó nói là nó mới mua được chiếc xe hơi. Ủa vậy hả? Ủa anh làm ăn vậy rồi tháng nào anh cũng gửi về cho ba chút đỉnh đúng không? Làm gì có. Sao kỳ vậy ta? Nó mua được Lamborghini luôn nha. Ôi ôi, trời ơi, mua tới Lamborghini luôn á hả? Rồi. Vậy mà không đưa cho ba được một đồng nào luôn á trời. Con ơi, cái thằng đó mà ai ăn được của nó 1000 nào. Thiệt đừng hòng mình giúp đỡ nó được, chứ đừng hòng nó giúp đỡ lại cho mình. Có ai giúp tôi không nè? Nên thấy không? Trời ơi, nó về tới rồi kìa. Con ra về giúp anh đi. Không, anh đi ra giúp đỡ anh hai anh. Thôi bà ngộ quá, tôi đứng ở đây tôi xa lắm. Mà kêu ai gần gần đi. Thôi bà đứng gần hơn, bà vô bà rút. Thôi ba mày đó. Tôi xin lỗi bà. Út đứng gần, Út ra đó giúp anh hai đi Út. Vậy gì cũng kêu Út chân vậy trời. Mày chỉ nó nghe. Ừ. Mà mày sai nó vậy đó. Đúng rồi ba. Đi ra làm đi con. Ừ, đúng ba luôn. Giàu Út ăn, nghèo Út chịu. Ừ, ba phải, ba kỳ vậy trời. Mày nói ba công nhận cũng có phước, đẻ ra con sử dụng ngôn từ dễ sợ. Ba mình mà kêu ba phải. Về xe vô Út ơi, về xe vô Út ơi. Mày thấy anh hai mày không? Từ ngày nó đi lập nghiệp tới giờ, bây giờ lần đầu tiên mà nó chạy xe về tới cửa nhà. Về vô Út ơi. Đó. Alo. À, quê thăm cha mẹ. Còn Tết xong thì tính sao? Lamborghini của ba đó, xe không có nổi một cái bô luôn. Đó, mình về rồi mình kéo cửa kiến ra nói chuyện với ba đi. Anh hai. Con... Ba. 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 Con ơi là con. Con nhân và hòa Tết mới được về thăm ba. Lòng đau không tiếc. Xe hơi, xe hơi. Xe ở đây rồi, hơi đâu? Hơi trong cuốn họng rồi. Tự lăn xe về đây, muốn hụt hơi. Thương con tôi chân cẳng rồi sao không? Tai nạn rồi, làm ăn lụng bài rồi ba ơi. Con tôi. Ê, vậy. Cái gì? Ba phải chỉnh liệt vậy. Nè, thằng dễ có hầm dâu dê. Sao? Hồi nãy chọc viên tre có bô, có kính chiếu hậu gì hả? Tôi đụng tới cậu hay cậu kiếm chuyện tôi? Tôi không có kiếm chuyện với anh mà nãy tôi nghe ba nói vụ xe hơi, Lamborghini thì tôi nói đúng rồi, Lamborghini sao rồi, không có được cái bô vậy. Rồi sao mới kiếm chuyện? Tôi kiếm chuyện lại Thôi, mới về. Không có ba, anh em thân thiết á ba, ở chợ cũng vậy á, mỗi lần gặp nhau là giỡn á, giỡn mà chết tát 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 vậy đó ba. Ê thương lắm nha, nè con bé dê bê. Tôi ngủ tôi nằm mơ tôi nhớ anh hoài luôn. Tôi có mơ. Cái gì mới được, vô chuẩn bị đồ, cúng bá bay, rước bá bay về, rước ông bà về, chết. Bởi vì già cả, nói mua ngũ quả có ba trái, còn thiếu hai thứ để ba chạy bù ra chợ ba mua cái nha. Nè, ở chơi vui vẻ nha không? Dạ. Đi ba đi, cái ba về liền à. Dạ. Ba đi cẩn thận nha ba.
Sao? Cừ giả tạo. Chứ mày thiệt hà. Tôi sợ ba buồn thôi, thiệt nha. Thôi mà. Tôi thiệt á. Nhìn thấy ghét thì cái ghét gì? Tôi không chào là tại vì sao? Là tại vì thiệt á, anh với tôi có một cái mối thù thì tôi tức chủ. Mối thù gì? Cái xe lăn cũ anh mượn tôi 6 triệu anh thay hai cái bánh. Ừ. Tới bây giờ anh chưa trả. Thì tiền cũ chưa trả mà bây giờ rồi sắm nguyên cái xe lăn mới, ông bước vô là tôi tức rồi đó. Chuyện xui dũi chắc tao muốn mày ơi. Nè, khi mà tôi cho anh mượn tiền mà anh mở miệng anh nói vậy là tôi không có cho đâu á nha nha. Tao không cho chắc tao thèm mượn mày hả? Nè, bây giờ anh muốn căng không? Ba đi tôi căng luôn á. Tao căng với mày luôn á. Anh căng bậc mấy? Tôi căng bậc 2 nè. Căng bậc 4. Giờ anh muốn gì? Anh căng... Nè, mày nhỏ hơn tao nha, mày làm dễ trong nhà nha. Nè, em dễ đá ông quyền luôn. Rồi, chắc tao sợ mày hả? Trời ơi anh hai, chừng anh đi được hả? Mày mới đau ống quyển nè phải không? Không đau đi. Nó xỉu. Cái chân nó đau, nó đá vô ống quyển nữa. Trời đất ơi. Khó chịu. Anh bảo kịch. Ông diễn thôi. Xe lăn về đây chỉ là một cái sự thương hại. Để ba nhìn vô ba thấy tội quá, ba không có xin tiền. Bị thiệt chứ bộ. Cái xe cán qua kìa, tím có 2-3 cái ngón chân mà mày đặt ngồi xe lăn hả? Ông xạo xạo. Ôi, em biết cái tính anh hai em là mỗi năm là bị một cái tai nạn. Nhưng mà thôi mà, vì em thương em, nhịn được không? Nè, tôi báo trước cả nhà nè, mấy cái cây là để ba chân chơi cho vui thôi nha. Không có lại lấy nha, không có tiền cho ổng đâu nha. Ba chân cho vui thôi nha. Đừng có dòm ngó. Tiền 6 triệu mà chưa có trả. Không thích thì mai mốt không giúp đỡ nữa. Vậy thôi, có cái trời chuyện mà quảng giúp đỡ thì sao à? Sao á? Thì biết rồi, thôi chứ làm sao. Tao là người thân mày mà như mày không muốn giúp nữa hả? Còn Út mày dám giúp nó không? Tao sao không biết, tôi không giúp. Tại tôi không kể cho ông nghe thôi. Cái sự tích mà tôi giúp bằng Út nó kinh khủng lắm kìa. Vậy. Nè xin lỗi, nó giờ im lặng rồi nha. Nghe tên Út bây giờ bực mình đó. Mày nói nè, sẵn có anh hai nè. Anh hai chứng kiến chuyện này cho tôi kể hết cho anh hai nghe. Thôi. Vậy ba dạ. Để anh hai vô trong, anh hai không muốn chứng kiến cảnh này. Dạ. Vì anh hai nói gì kỳ vậy? Anh hai là lớn nhất đây mà. Anh hai muốn nói chuyện với mẹ. Không, anh hai lớn nhất, anh hai phải đối diện, anh hai chứng kiến sự thật này. Nói chuyện với mẹ đi, cho anh hai nói chuyện với mẹ. Phải nói chuyện với mẹ, hai mẹ. Không, anh hai phải chứng kiến cái sự thật. Không, nói chuyện với mẹ không. Thôi mẹ. Rồi anh hai à, bây giờ nè, nói anh hai nha. Thôi anh hai, không có đơn giản, đừng nói anh hai. Anh ba nha, nói ba tệ. Anh hai mà, anh hai sao chứ, Út ơi. Không, Út nào. Trái đất nó quay cuồng luôn á. Tao bị tiền đình á. Tao nói rồi, chuyện tụi bay tự giải quyết đi. Trời ơi, nhà ta đang có chuyện mâu thuẫn với tôi nhau. Tôi phải giải quyết cái chuyện này chứ anh hai. Tôi phải chuyện với tôi với anh ba mà anh hai sao vậy? Bây giờ là nếu hồi ba giờ cũng kể luôn. Tôi kể với ba luôn. Bây giờ anh hai đây nè. Anh hai lớn với anh hai phải nói một lời gì đó đi. Anh hai. Đốt nhang cho mẹ mới được. Mà để em. Đứng được mà. Giờ đốt nhang cho mẹ xong rồi đúng không? Giờ đây nói chuyện với tôi nè. Đó. Nè. Ngồi xuống này, để lên. Ê, đưa bé nì cho tao. Bé Lâm Lô Bi nì cho tao. Rồi tỉnh táo tinh thần chưa? Tỉnh táo tinh thần, tỉnh tâm được rồi. Phải chứng kiến sự thật. Anh kể cho anh hai nha. Mày nói đi mày. Anh ba nè. Em trên Sài Gòn học cái gì? Quản trị kinh doanh. Ông mới mở nhà hàng ra, kêu em về phụ. Tưởng cho em lên làm quản lý để quản lý nhà hàng của ông. Không, ông cho ông giữ xe. Ủa thì đúng rồi, mà giữ xe là mày quản lý mấy chiếc xe đó. Có mày mất xe làm sao? Ủa, tôi là học quản lý nhà hàng khách sạn. Nhà hàng khách sạn gì thì cái đó là chuyện mày. Giờ mày về làm quản lý chứ đi, rồi từ từ mình lên. Tao đầu tư cho mày trong cái chuyện giữ xe quá mà. Đầu tư quần áo đồ này kia, chỉ có mày tự mày bỏ tiền túi ra mày mua một phấn viết bảng thôi. Ủa, mua phấn viết bảng chi mình? Viết trên xe số đó, hiểu không? Nó đỡ tốn tiền hơn là làm thẻ rồi in số rồi ép bít tít đồ cực khổ lắm. Nhưng mà tại sao muốn cái nhà hàng mà không cho tôi làm một quản lý nhà hàng nào hết? Thôi em đừng có giận. Cái gì anh ba em làm đó là cũng có cái lý do hết trơn á. Anh ba suy nghĩ thấu đáo lắm, em hiểu không? Thấu đáo lắm. Anh thấy không? Binh chồng con. Rồi đây nè, cho nên bỏ qua không binh. Thôi mà. Điều khi ở trong nhà này á, tuổi thân lắm nay à. Thôi mà. Anh không biết gì đâu, mà hai nghe hai chồng nó khó nói được gì mà. Ê, nói lại lần nữa coi. Ở trong gia đình này nè, tôi tuổi thân lắm. Điều khi trong gia đình hai mà hai không em biết rồi. Tôi luôn biết bước qua hai lại được lại. Tôi qua ta tới luôn, hai biết luôn. Nghe được cái melody chứ không nghe được cái lời luôn. Không hiểu cái gì luôn á trời. Quản lý mà nói chuyện vậy rồi sao kêu nhân viên vô họp? Nói đâu có nghe được hả? Phải, nóng giận mới nói vậy thôi. Chứ mà đừng nói, không có nói gì đâu. Nó nói gì nhất đầu. Cái tập nó vậy anh hai ơi. Bởi vậy thì có lát ba về tôi nói hết luôn. Tôi cũng chẳng có sợ gì hết. Ba về đi, đợi ba về tôi nói hết. Ôi, hết lần ba luôn. Tụi mày im hết đi. Nói cái gì mà. Giờ tao về rồi nè. Đứa nào muốn nói gì?
Nói về nói thử tao nghe coi. Sao vậy tụi con? Năm nào cũng vậy, về được chút là cự cãi. Cự cho đã rồi xách vali đi. Người ta nhiều lúc người ta muốn về nhà người ta sum họp còn không được. Còn tụi bay có nhà, tụi bay về tới rồi mà tụi bay còn muốn bỏ đi. Muốn đi lắm không? Đi thì đi luôn, đừng có về nữa. Về chi mà để tao buồn thêm. Một mình tao ở đây được rồi, tao không cần tụi bay đâu. Đi đi, đi hết đi. Quý bà tiến đi. Dạ thưa ba, con anh hai mà con nhiều khi không biết phải nói cho ba nghe sao. Thì tất cả mọi chuyện ở trong gia đình mình xảy ra do anh dễ thôi. Bà nói nữa, tôi bẻ cái thắng xe lăn nha. Ê, trời ơi, anh kiếm chuyện gì vô phải giờ anh muốn lớn chuyện không? Muốn tôi kể, tôi nói bà nghe. Tao kể tao chuyện gì? Trời, ba đây nè, bà né đằng bên đi, có gì đâu sợ dữ vậy. Giờ lỡ rồi con nói ra cho ba nghe luôn, để không, để mình biết cái bộ mặt thật của ổng. Ông dối trá lắm. Năm nay là xe lăn giả bộ, mấy năm trước là bó bột, ba nhớ không? Bó bột cũng giả bộ luôn. Có bữa đó ông bó bột đó, ông bó bít luôn lỗ mũi rồi nè, rồi cái miệng nè, chứ nguyên cái cổ nè. Bây giờ ba hỏi gì ông kêu tai mũi họng. Ai bị tai mũi họng mà băng đó? Còn con là con phát hiện nè, liệt là liệt giả bộ thôi. Đúng à, ông... rồi đủ chưa? Đủ rồi bé. Bé cái gì mà bé hả? Bây giờ muốn nói cái gì là nói đúng không? Phải, nhưng mà chiều ông biết là ông hư phải không? Tôi lúc nào tôi cũng yêu thương ông. Lời ông nói đối với tôi như là sấm chuyện vậy đó. Tôi nghe răm rắp hết hà. Tôi đổi ông lên đầu tôi đây nè. Bà đội tôi ở nhà thôi, cả đường đội nó mạo hiểm chứ bộ. Rồi con cãi nữa hả? Nè nghe, không phải vậy mà ông cứ leo lên đầu tôi, ông ngồi hoài vậy đâu á. Tôi chịu đựng đủ rồi. Một hai lần thôi chứ còn đằng này mấy năm trời rồi. Tôi nói ông biết nha, em út tôi đây nè, tôi nghe lời ông riết mà hả, tôi ăn hiếp nó, tôi bỏ rơi nó. Ông nhìn đi, mình có cơ sở làm ăn đàng hoàng, bốn cái nhà hàng, không có lo chí thú làm ăn đâu. Tự nhiên nghe lời ai đó bày đặt ha, làm ba cái gì YouTube giúp tép gì đó. Rồi xong bây giờ á, hai cái nhà hàng á thì đóng cửa, còn hai cái á thì trả mặt bằng, coi sướng không? Đó. Mà tôi thấy ngộ một cái nữa là, ví dụ như nhà hàng mình không quản lý được đi, mình giao em mình, tin tưởng em mình, phải được không? Còn đằng này giao cho ai? Tôi tưởng đâu thân thích gì với ông lắm, ai về đâu. Đứa em của nhỏ bạn thân của con lớp trưởng lớp 1. Thì tôi biết ơn nó học chung tôi từ lớp 1, lớp 12 tôi cập bi bài nó. Giờ lớn rồi tôi trả ơn, có sao đâu. Trả ơn hả? Ông thấy hợp lý không? Hợp lý quá mà bốn cái nhà hàng lụng bại đó. Hay không? Rồi bây giờ làm sao? Bước ra. Khoanh tay xin lỗi ba, xin lỗi Út, xin lỗi anh hai cho tôi. Ba, ba thấy nóc nhà chưa? Dạ ba, thì cái nóc nó lớn con cũng sợ. Hình như ba nói gì con làm theo đó. Thật lòng mà hai vợ chồng cũng khổ ba. Giờ làm ăn thua lỗ rồi. Ba ép con ba nói về thôi, ráng mặc bộ đồ vest vô cho ba nhìn ba vui, ba đừng lo. Chứ ba biết hai vợ chồng thất nghiệp này kia cái ba lo. Ba lớn tuổi rồi. Con nói ra đây là không phải là giấu giếm ba, vì con thương. Thương vợ con thương ba, cho nên là con không muốn nói ra điều này. Nói chung là thôi. Dạ con thiệt lòng mà xin lỗi ba. Coi như là ba bỏ qua hết đi. Còn cái chuyện làm ăn ba cũng đừng lo. Vợ chồng con ráng làm lại là được hết rồi ba. Không có sao hết đó. Dạ. Dạ. Sao đâu. Dạ Út. Anh cũng thương mày biết mà đúng không? Biết mà. Biết anh hai cũng thương cũng lo. Nhưng mà nhờ anh ra ngoài đó mới biết tôi có nghiệp ca sĩ à. Thì ráng theo cái nghiệp đi ha, mặc dù hát cũng không có ai nghe. Nhưng mà ông anh, thật sự là tôi cho anh mượn tiền tôi cho luôn cũng được. Tại vì tôi không thích cái là anh im ru, anh không nói gì hết trơn á. Nó nhắn tin điện thoại giờ được hay không anh trả lời, tôi biết điện thoại cũng không trả lời. Facebook chưa bao giờ anh đã xem hết đó hả? Anh nghe không? Mà sao nãy tới giờ tôi đứng tôi nói mà anh làm sinh vậy? Định xây qua mà nó kẹt cái này nó không xây được. Mở ra được, xây qua được. Sở ra tự nhiên ngứa tay ngứa chân đi gài cái thắng cho đứng lại chi vậy? Bởi vậy nghe chú nói thì anh cũng thấy có lỗi lắm. Còn
Xin lỗi ba, con bình thường chứ con không phải là bị cái gì hết. Ngồi xe nó ê mông lắm ba. Chịu nổi đâu. Mình mai mốt mình lăn từ thành phố lăn về đây mà đâu có dẫn chơi được. Mệt lắm, mình mai mốt mình về mình sáng tạo đi ông. Mình là chủ coi gì, chủ một cái công ty nhựa thì mai mốt xe lăn mình thiết kế nhựa luôn đi. Vui vẻ ba vui vẻ. Xin lỗi ba đừng buồn coi dạ, ba. Dạ anh em hòa thuận ba ơi. Dạ dễ ơi, dễ dâu dê ơi. À. Ôm cái dĩ hòa dĩ quý được không? À, ôm cái cho ba lấy hình ảnh này ba vui dạ, vui được dạ, chứ ha. Dạ. Đau gì vậy? Đau cho mày. Sao đạp sao vậy? Tao cho mày. Tôi nghĩ đâu là gì vậy? Em mút nó lỡ đạp chân mình cái. Mày làm anh lớn mà mày kỳ quá. Ôm cái bỏ qua nè. Không có đạp nữa nha. Biết rồi mà. Nhìn nè. Rồi đó đúng rồi. Anh đạp chân mày. Gia đình này sao lấy gì không lấy cái đạp ngộ vậy? Vậy thôi. Đúng rồi, quá mệt mỏi. Rồi giờ tập trung nè, nghiêm túc nè. Rồi, ở đây đứng. Tham gia. Quay chồng. Giờ thứ ba. Thưa má. Thưa má phải quay vô. Thưa ba xong quay vô. Thưa má cũng là thưa mẹ. Con là anh hai mà. Nhưng mà con không biết dạy dỗ tụi nó, không biết cách đối xử với tụi nó làm sao cho hay, cho phải, để tụi nó có những cái mâu thuẫn mà nó không có giải quyết được, để lâu ngày cái thành ra cái hạnh hè nhau, xích mích nhau. Chứ thực sự anh em tụi con thương nhau. Và cái đó là lỗi của con cũng xin lỗi ba, xin lỗi đó mẹ ha. Con muốn nhắn nhủ với tụi nó luôn, cái năm mới Tết đến rồi, mình dặm bỏ hết mấy cái cũ, mấy không hay nó văng qua đúng một rồi, bên đúng đi rồi, đúng rồi. Mình chào đón cái mới lại cho mình, để lúc đó mình vui tươi hơn. Con nói đúng không ba? Đúng. Tớ ba nói mình nhớ kỹ, mình là gia đình, có chuyện gì buồn phiền nhau phải nói, chứ không có để trong lòng rồi giận hờn nhau. Dạ. Như vậy ba không có vui. Dạ. Gì ra phải vui không? À, bây giờ cả nhà mình cùng nhau ăn Tết. Ơi vậy. Đạp nữa đi, nhỏ đây nhỏ. Thằng lớn này, thằng hai này đạp cái tao không được. Mới bà Bảo kính chúc quý vị khán giả vạn sự như ý, nhà nhà ấm no, luôn luôn vui tươi và hạnh phúc, mạnh mẽ như cọp, khỏe bình an, thật bình an. Chúc mừng năm mới. Đường về cành thơ, đêm khuya ngõ sâu như không màu. Đường dài không bóng, sao nghe tiếng ai ru mơ màng. Mưa rơi xóa lối đi mòn, có đôi lòng vương chờ mong. Hey! Rồi giờ nguyên đám tập trung lại đây. Dạ, ta chuẩn bị nha. Dạ. Giải tán mưu sinh, đi bán hàng rong. Lộng nhộng thành phố, cố bán cho xong, tôi về đây nhậu. Ba, tôi đi bán đi. Con kính lại trời đất, bốn phương tám hướng, từ trên núi cao, lao sao xuống biển, di chuyển qua đồng bằng, rồi lăn tăng qua thành phố, rồi lố nhố về quán hàng rong cho quán con đông. Dạ con xin hết. Hai chú đang nhìn gì vậy? Không có nhìn cái gì hết. Ủa vậy làm vậy chi vậy? Làm cho nó ấn tượng vậy mà. Hai mày tào lao quá ha. Đi cái gì vậy? Làm cái gì tôi vậy? Trời đất ơi, ăn cướp hả ông nội? Ông cướp lộn rồi, tôi mới dọn ra, tôi có bán được gì đâu nè, còn có mấy chục ngàn thì lấy đi. Tôi không có cầm tiền, cái menu để ở đâu? Cái menu trên bàn kìa. Hãy nhìn lên, lấy cho tao nhìn lên. Làm cái gì vậy? Đi. Đâu rồi? Sao không thấy? Đâu rồi? Có rồi, có rồi. Cho dĩa sao quý sao me à? Tụi bay vô đây nhậu hả?
Đi kiếm nãy giờ mấy cái quán kia không có món đó. Mày vô ngồi đi mấy ông nội. Dạ. Trời đất ơi, kêu đồ nhậu làm cái gì? Còn có kêu gì nữa, kêu luôn một lần đi rồi tôi vô tôi làm luôn nè. Ở đây ngoài món đó còn có món gì tươi nữa không? Tươi hả? Nè, ốc bu rồi sò huyết, sò lông rồi nghêu rồi càng ghẹ rồi món nào cũng tươi hết á. Cho hai ly sữa tươi. Trời đất ơi, hồi nãy làm như con khấn lộn lời hay sao? Sao ngữ âm binh xuống phá con chi vậy trời? Tôi nói cho nghe nha, uống sữa tươi ra chợ mua. Ở đây là cái quán ốc người ta nghĩ sao có bán sữa. Nó kêu lộn hai ly bia tươi đó chú. Bia tươi quá không? Dạ. Kêu vậy mà cũng lộn cho được á. Chờ chút đi, có liền. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Tại sao? Tại sao nó anh không như vậy? Bất công như thế nào? Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo, luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết, trong danh trong tay như cát bụi trên phố hè. Bạn nghèo cỡ nào? Tôi nghèo dữ lắm. Tôi nghèo tôi lấy cho bạn tôi luôn. Hai người không tin nữa, gặp nó đi rồi biết. Cô bác, nhóm chúng em là nhóm bán hàng rong. Chúng em vừa biểu diễn một vài tiết mục để bà con cô bác xem và thương tình. Xin mời bà con cô bác mời mua ủng hộ giùm chúng em để chúng em có kiếm cơm qua ngày. Và bây giờ chương trình buôn bán xin được phép bắt đầu. Ê, 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 quý vị đã đổ tay thì chắc chắn quý vị sẽ ủng hộ chúng em bịch khăn giấy. Không mua. Dạ anh ơi, mời em mua giùm em bịch bánh men. Thôi không có mua. Anh ơi mua mẹ em cây hoa hồng chặn chị đi anh. Ê! Nè, nãy giờ mấy người làm tôi nhức cái đầu lắm rồi đó nha. Dạ nhức đầu, mua giùm em chai dầu. Tôi nóng rồi đó. Dạ nóng, mua giùm em cây quạt. Chắc họ tôi điên quá. Dạ điên, tặng luôn bịch chuối chiên. Cái này dễ thương nè. Ê mấy người giỡn mặt, tôi chém mấy người nha. Dạ mua dao chém em đi anh. Ôi thấy ghê quá trời. Ôi mấy anh buôn bán gì mà thấy ghê quá. Mấy anh đi. Người ta đã phụ tôi rồi bạn ơi, đâu còn chi nữa mà cũng mà chờ. Thôi rồi có bia rồi nè, uống trước nha. Để giờ vô trong từ từ ta làm mồi cho bạn ra nha. Hay. Rồi bia tươi đó uống đi. Từ từ ta lấy mồi ra, cứ uống trước đi, có cảm xúc, cái quán này vui lắm, còn nhiều điều bất ngờ lắm. Tiếp đi nha. Cướp, đứng lại. Cướp kìa, cướp ghê quá. Đứng lại. Hết đau thiệt luôn á. Xảy gì mà hay quá vậy? Dầu gió hiệu tí cần, tôi đã xua tan mọi nỗi đau và bây giờ đi năn nỉ. Anh ơi, đây. Thôi chứ gì em ơi, anh ơi. Thôi đi. Mấy anh bán đồ gì mà mấy anh bạo lực quá à. Mấy anh kiếm cái gì mà nó romantic chút xíu đi. Được á, em mua 100 chai luôn. 100 chai. Có luôn. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi,
tách cà phê ấm môi, mình ngồi ôm lại những phút vui trôi qua mất rồi. Bạn ơi, bạn ơi, bạn bị sao vậy? Bạn ơi, mưa quá, mình trúng gió rồi. Trúng gió hả? Bạn đừng lo, đã có dầu gió hiệu Tí Cận. Bạn khỏi lo. Bạn ơi, cạo gió cho mình đi, mình run quá. Mình con lục terrorist. Một cánh trai liền tay, một cánh trai đôi. Thôi, ông chủ ơi, ông chủ. Gì ông chủ ơi? Trời, nó biết ra tao đi, tao khó khăn, tao kêu ra, tao vô hoài để từ từ tao ra chứ trời. Ông ra ông coi kìa. Gì vậy? Bốn thằng này á, nó làm trò, nó cứu bạn tôi kìa. Mấy này á, mấy này là bán hàng rong. Trời, nó làm trò này trò nọ cho người ta thương tình rồi người ta mua giùm nó, hiểu không? Tụi nó hiền khô à. Đúng dạ rồi. Có làm gì đâu. Cứ vô ngồi ăn nhậu đi. Em, bây giờ tôi không thích tụi này. Tụi này mà còn ở đây, tôi đập quán. Chú em mới nói gì? Tụi này mà còn ở đây, tôi đập quán. Coi như ba không thấy gì ha, mấy đứa làm gì làm đi. Ê, đập quán ai mày? Đập quán mày, mày. Đập quán ai? Mày đòi đập quán à? Dạ, mấy người ta cứu người. Ê, cứu người. Mày vô đây, bước vô đây nhanh, nhanh. Mấy người ta cứu hai người. Ê, hồi nãy mày đòi phá quán ai mày? Hả? Anh đòi phá đó. Tao ghét mày, tao nói mày được không? Chứ anh đẹp, anh muốn nói gì anh nói à. Nè, tao nói cho tụi mày biết, tụi tao á, biểu diễn phục vụ tụi mày thích thì mua, không thích thôi, mới chửi tụi tao vậy. Biến chỗ khác, nhanh lên. Biến rồi. Dạ. Ê, cái gì? Tụi mày dám đánh tao? Tao về, tao mét mẹ tao nè. Đi ngay. Con lại đây. Mày. Mày đứa, rồi hù tụi nó vậy là tụi nó sợ rồi. Dạ. Mình là dân buôn bán chứ không phải là mình cô hồn các đảng rồi mà đánh lộn người ta. Thấy không? Nó nghe nè, mới dọn hàng ra mà gặp mấy thằng nó tới nó phá vậy rồi kiểu này cả ngày buôn bán gì nữa. Thôi nghĩ lại rồi, dọn đồ ăn qua đây mình ăn luôn đi rồi chiều tối cùng lắm dẹp nghỉ sớm luôn. Ăn luôn ba. Nghỉ khỏe luôn. Đậu qua đi. Đậu qua. Ba cho tụi con ăn gì ba không sợ lỗ vốn hả? Thôi lỗ gì mẹ ơi, đằng nào nó cũng chạy rồi có thằng nào trả tiền tao đâu. Nhưng mà chủ yếu là gì phải không? Dạ. Ba thương tụi con. Rồi ba muốn đãi tụi con ăn, ăn uống thoải mái, nhậu luôn nha. Dạ. Được ba. Ba uống ba. Nè. Dạ. Bốn đứa con á, ba thương dữ lắm. Tụi con như là gia đình của ba vậy đó. Không dạ. có ai ăn hiếp tụi con được hết á. Dạ. Dạ. Thôi. Chúng ta là một đại gia đình bán hàng rong. Vô. Con nói thiệt á, ba là số 1. Nhập tâm ba ơi, xin lỗi ba. Xin lỗi ba. Cho tôi uống ly cuối nè. Lúc cho tôi uống ly cuối rồi tiễn trong tôi đi luôn hả? Đó, tụi mày càng lúc càng quá đáng với tao nha. Thôi ăn đi. Đây.
Ê, khoan đã. Gì vậy? Món đặc biệt. Hả? Món đặc biệt. Ba, ba nói với tụi con á là 20 năm nay ba không hề nấu món này, tại sao hôm nay ba lại nấu? Đúng rồi. Đúng rồi đó ba. Đúng rồi ba. Ơi, tao phá lệ, tao bỏ lời thề rồi mày ơi. Hả? Tao tính tao để dành cái món đó, tao nấu cho cái người tao yêu thương nhất. Mà tới giờ, giây phút này thì tao nhìn lại, chắc người ta không bao giờ có cơ hội để ăn đâu. Ba, thấy không? Ba có chắc là ba quên người đó không ba? Hồi đó ba nói với anh em tụi con á, lúc nào ba cũng nhớ đến người đó hết. Ba có chắc là ba quên họ không ba? Đúng rồi ba. Nói thì nói vậy thôi, chứ mấy cái điều đó thực sự nó nằm ở trong tim mình. Trong tim là con làm sao quên được. Nhưng mà thôi kệ, tụi bay cũng kỳ, có cái tính cái hay thích nhắc mấy cái chuyện cũ của ba như vậy. Mà ba cũng nhiều chuyện lắm, ai nhắc là ba kể. Ngày xưa có lúc mà tuổi mà còn nhỏ nhỏ đấy, lúc đó ba còn trẻ, ba cỡ thằng cỡ con hả? Cuộc đời ba chưa bao giờ cao như mày được. Hồi đó ba, ba cỡ thằng này vậy nè. Ba cao cỡ con luôn rồi ba. Không, ba giống cái tạng mày bề ngoài thôi, cái kiểu mà lý lắc vui tươi vậy đó, mày hiểu không? Ngày xưa ba đam mê tắm mưa, ba thích tắm mưa cực kỳ luôn. Mỗi lần mà ba thấy trời mưa lớn là ba nhào ra ngoài đường ba tắm. Ba tắm bất chấp luôn, không cần biết ai nhìn mình, ba tắm như một thằng điên vậy đó. Có điều lúc đó ba chưa có què. Vậy á ha, tự nhiên có một cái ngày kia kìa, định mệnh hay sao, có một cô gái chạy ngang đụng vô ba. Rồi cô gái đó rớt xuống, rớt một món đồ. Ba nhìn xuống thì ra là 5,000. Nói nào ngay ba cũng định bỏ túi rồi đi về. Nhưng mà ba quay vô trong ba nhìn lại, trời đất ơi, cô gái đó đẹp quá. Thế là ba quyết định ba sẽ đi vô trong cái chỗ cô gái đó trú mưa. Và đó cũng là lần đầu tiên ba biết trú mưa là gì. Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào như ngày nào, kể từ khi vắng anh em như tấm vải lùa nhau. Thương thâu đêm giấc ngủ xanh xao, anh có về nào ai đón đưa em. Ôi, quá đã. Hay quá ba ơi. Cái chuyện tình của ba nó là như vậy đó. Kể từ đó ba biết yêu luôn. Ba yêu cô gái đó, ba si mê cô gái đó. Mà đời khó nói, sau này ba cũng không còn gặp lại cô gái đó nữa. Ba buồn lắm. Nhưng mà con nè, ba có một điều muốn hỏi. Gì ba? Nhỏ nào nãy ra minh họa với mày vậy? Dạ bạn con bán chú chiên. Nhớ nói ai kia xíu gửi cho nó 300,000 nha. Rồi ba có hy vọng là gặp lại cô ấy không ba? Thôi hy vọng gì mày ơi, 20 năm hơn rồi. Tao bây giờ là tao hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều rồi. Bây giờ thôi bỏ luôn, đừng có nhắc mấy chuyện cũ làm chi. Hiểu không? Uống đi, uống đi. Dạ, uống cha con mình cứ chơi vui đi, rồi có khách vô thì tiếp. Dạ, khách. Không dạ. Có, thôi. Má, quán này nè. Được. Cái gì vậy? Ai dám ăn hiếp con của má? Là tôi đó. Thôi thôi, mấy con à, nghe bà nói. Xảy ra chuyện như vậy, thấy không, người ta biết về, người ta kêu má người ta ra. Tụi con ở đây, tụi con còn có ba mà. Có cái gì gì để cho ba, để người lớn giải quyết. Đứng qua một bên. Dạ. Tụi con vô. Nè, già rồi mà không biết dạy con, để nó đi ra ngoài nó đánh đập con ta. Vậy chứ bên kia cũng già rồi, không biết dạy con, để cho nó ra đường phá quán người ta. Cũng ngang ngửa nhau đây. Kẻ tám lạng người nửa cân. Ai, ai đây, đây? Thank you.
vậy ba? Ông này là ai vậy má? Chuyện này là sao? Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, tiếng không bao giờ còn nhớ. Những bóng một hôm trên đường ra phố thì tôi gặp người yêu ngày nào. Người yêu cũ của ba hả ba? Là bà đó. Người yêu cũ của má hả? Là ông đó. Anh Tấn. Em Tiền. Tấn Tiền. Tấn Tiền. Chờ một chút. Tiền. Bao lâu nay anh ở đâu vậy? Em không có thấy anh. Vậy còn em, bao lâu nay em ở đâu? Tại anh đó, tại sao anh không đi tìm em? Làm sao anh dám tìm em với cái thân xác như thế này? Tại sao vậy? Ngày xưa em lá ngọc cành vàng, ngày xưa em quyền quý cao sang, em chính em ngày xưa đó ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Không, còn anh, ngày xưa anh phím và cung đàn, ngày xưa anh nghệ sĩ lang thang, anh chính anh ngày xưa đó cũng đều một ba người đẹp lòng sang. Rồi bây giờ anh nói ai? Tại anh chứ đâu phải tại em. Là tại em. Tại anh. Tại em. Tại anh. Không phải tại anh, cũng không phải tại em. Tại trời xui khiến đến chúng mình xa nhau. Thôi, tụi nhỏ nó nói vậy phải không anh? Tụi nó nói tầm bậy. Tất cả là tại em đó hả? Tất cả anh. Anh nói tại em. Tại anh mà. Phải tại ba cũng không phải tại cô. Tại trời xui khiến đến hai người xa nhau. Thôi con lại với ông nội vô trong cái điện tình đang nói chuyện. Thôi mà, chuyện cũ bỏ qua nha. Thôi, dù gì cũng là quá khứ rồi. Mình dạ, cứ bỏ qua đi. Anh không dạ, nghĩ gì về chuyện đó nữa đâu. Dạ. Lỗi là tại em nha. Đó hả? Tại anh mà. Tại ông hả ba? Sao? Ông kia bốn thằng kia đánh con hồi nãy á. Sao? Đánh con của má dạ, không. À? Tăng 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 tăng. Đây là cái tát thứ hai bà tát tôi. Cái tát thứ nhất hồi nào mà tôi không nhớ? Đó là lần đầu tiên khi tôi ôm đàn hát tặng bà nghe một bài. Rồi sau đó tôi thổ lộ với bà rằng anh yêu em. Tôi mắc cỡ quay đi. Rồi đột nhiên bà quay lại. À? Tăng 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 tăng. Tiếp, đây là cái tát thứ ba bà tát tôi ngay sau khi tôi lỡ dại kể cho bà nghe cái lần thứ nhất. Cái tát thứ hai hồi nào mà tôi không nhớ? Cái tát thứ hai là cái lần mà tôi ngu, tôi lỡ dại kể ra cái chuyện trước khi tôi kể bà lần thứ nhất. Tăng 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 tăng. Thôi mấy ông nội, lần này không có tát nữa. Nhưng mà em xin lỗi đi, nhưng mà không lẽ vì một cái tát yêu của em ngày xưa mà anh nỡ lòng nào anh bỏ anh đi mà anh không bao giờ quay lại với tìm em hả? Bà nghĩ cái đó là tát yêu à? Bà có biết cái hậu quả của nó lớn chừng nào không? Hậu quả sao giờ? Ngay sau khi bà tát tôi rồi bà ngoảnh mặt đi. À? Bà đâu có biết là tôi té lộn nhào từ lầu 5 xuống lầu 1 gãy chân. Hèn chi lúc đó em có nghe tiếng xe cấp cứu, em cứ ngỡ là đó là cái bà hàng xóm mà em ghét, bà từ đó giờ bị bệnh viện trả về. Em mừng hứng em chạy về nhà, chứ em đâu có biết người bị nạn là anh đâu. Anh ơi, bây giờ em xin lỗi anh thật là nhiều nha. Ủa nhưng mà anh ơi, nói nghe nè, ngày xưa em cũng có viết cái lá thơ em gửi cho anh, em nói là anh ơi em xin lỗi anh vì cái tội là em tát anh quá mạnh. Nhưng mà tại sao em chờ miết 7 ngày đợi mong qua suốt một tuần lễ, tại sao anh không trở lại tìm em? Bà có thấy thằng nào gãy chân một tuần sau đi được liền không? Vậy chừng nào anh mới hết? 3 tháng sau tôi lập tức phóng xe tới thẳng nhà bà. Lúc đó bà đi xe đạp. Đột nhiên tôi nghe người ta đồn nó như là một tiếng sét đánh ngang tai tôi. Khi nam lấy chồng lòng anh buồn biết mấy, được tin nam có chồng chắc người từ đó ấy còn thương tiếc không vui. Không, tôi có chồng rồi nào. Hả? Anh vừa bảo là anh ngụy biện, anh không nên tìm tôi thì anh nói đại một câu đi.
ơi, trong khi đó ngày nào á tôi cũng đi qua nhà nó trơn á. Qua lối nhỏ vào nhà anh, bốn kia vào thăm vợ ba má anh buồn lòng. Lỡ rồi em biết làm sao đây, để anh mong xuống cả ngày nên buồn lắm. Ba cứ hỏi lòng tại sao, mỗi lúc gần cô thì cô nói chuyện đường dài. Đêm trở về cô khóc thầm trong tay. Chú khóc. Nếu yêu nhau ai để buồn cho nhau. Đó, trở ra là tôi có tới tìm anh, nhưng mà anh không bao giờ gặp anh hết. Anh bỏ đi đâu, anh làm cái gì mà bây giờ anh nói tôi là phủ vàng này nọ. Cô ngụy biện, cô nói cô chưa có chồng, cô bỏ qua cô tìm tôi. Mà bây giờ hai thằng này cô kêu cô là má. Cô là cái thể loại gì vậy? Ủa vậy anh là cái thể loại gì mà anh có bốn cái thằng chồng ngọt đứng đây? Cô nghĩ cái ghen tôi phọt ra được bốn thằng bự to như vậy à? Ai biết đâu, nhiều khi anh lấy nhầm cô vợ vạm vỡ thì sao? Cái gì cô cũng nói được hết. Đó, bốn người vợ đàng hoàng. Tôi không tin tưởng cô nữa, trừ khi cô trả lời cho tôi biết hai thằng này là ai. Dạ, trả lời cho tôi biết bốn thằng này là ai mà không thằng nào giống thằng nào? Con nuôi. Quá ra từ đó tới giờ em đã hiểu lầm anh à. Bạn nói như vậy, em vẫn chờ đợi anh từ giây phút đầu đó à? Dạ, anh tên. Em Tiền. Tên. Tiền. Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm. Phai nắng còn đường xưa, những chiều hẹn hò mưa đổ. Mưa ướt lạnh vai em, anh thấy lòng mình xót xa. Thôi! Mùa thu năm nào anh với em gặp nhau, đường trắng bên quen nhau thôi. Khi đã đến thì yêu rồi, đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muốn thoa. Sương buốt lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá băng. Anh sẽ về bên em, ta ấm lại tình cũ nhân. Chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau. Chủ đề Tuổi Chưa Từng, cả 6 nghệ sĩ có cười xuyên Việt đã lần đầu tiên thực hiện những màn trình diễn chưa bao giờ thử sức trước đây. Họ đã cống hiến hết mình để mang đến cho quý khán giả những tiết mục hết sức vui nhộn và mãn nhãn nhất. Và bây giờ hãy cùng đến với phần công bố kết quả. Ai sẽ là người đầu tiên phải dừng lại tại hành trình của cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2016? Xin chào tất cả quý vị đang quay trở lại với chương trình Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ năm 2016 của chúng tôi. Và đây là giây phút mà chúng tôi sẽ công bố kết quả tính tới thời điểm này. Và kính thưa quý vị, trên tay Hoài Rapper và Bảo Quân chính là số điểm dành cho cả 6 nghệ sĩ với rất nhiều cống hiến trong suốt 4 tuần vừa qua. Những số điểm quý báu này toàn quyền được quyết định bởi duy nhất một giám khảo, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Thật sự ra một mình tôi ngồi thì tôi chỉ có một cái điều duy nhất tôi muốn nói với các bạn rằng tôi lấy danh dự của một người anh lớn tuổi hơn các bạn, lấy danh dự của nghề nghiệp của tôi ra và có tổ nghiệp làm chứng cho tôi sẽ rất công tâm trong tất cả các tiết mục của các bạn. Dù các bạn làm việc như thế nào, thân hay là không thân, gần gũi hay là không gần gũi, biết lâu hay mới biết, cho nên các bạn cứ yên tâm, tôi hứa danh dự với các bạn, nếu tôi có làm sai điều gì ở trong chương trình này, các bạn sẽ không thấy tôi đứng trên sân khấu nữa đâu. Cho nên là các bạn cứ yên tâm, vững tâm mà làm việc, nỗ lực hết mình, cháy hết mình với sân khấu Cười Xuyên Việt năm nay.
Và bây giờ Hoài Đức Bơ và Bảo Quân sẽ công bố top 4 an toàn bước vào vòng tiếp theo của Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2016 trước. Xin mời Bảo Quân. Đầu tiên, tôi xin được chúc mừng nghệ sĩ Puka. Ông trời ơi, con ước con chỉ là một người bình thường để con có thể tự do quyết định cho số phận, cho hạnh phúc của chính mình. Không cần phải ước đâu con. Ý bà Tiên. Vậy là trên đời này có bà Tiên thiệt. Bà điên. Điên chứ gì mà điên, lúc nào cũng vậy, vừa gặp là kêu bà điên, bà điên à. Mẹ của con. Con à, dạ. Mẹ đang rất là bực mình. Tại sao ngày nào người ta cũng xả rác ở trên cái sông của hoàng cung mình như vậy nè? Cái này á là qua đăng nguyện ước của con mà. Con à, con phải biết rằng sắp tới đây con sẽ phải cưới hoàng tử của Dương quốc xa 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 thiệt xa. Không, con không chịu đâu. Con không chịu cũng phải chịu, bởi vì quyết định này đã được ta, vua cha và hoàng thái hậu chấp nhận. Không, con sẽ không lấy chồng ở Dương quốc xa 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 thiệt xa. Lố lăng à, thiệt muộn rồi. Tất cả hãy chuẩn bị cho ngày đại hôn của công chúa. Phải được rồi, muốn như vậy làm sao mà không được. Con được lên chức gì vậy? Dĩ nhiên là phải là mày ăn thịt canh lương đi. Năn nỉ đó, ăn thịt lương đi. Vừa định nói nó nhảy vô, vừa nói nó nhảy vô. Làm riết không biết đứa nào là hoàng hậu. Hoàng thái hậu tôi. Tuổi rồi mà trời, sao cho ra cái nhạc gì mà kỳ khôi vậy? Kính chào hoàng thái hậu. Chào tất cả mọi người. Chào thái giám tổng quản. Đứng đây làm chi? Đi. Hoàng thái hậu. Mẹ, con hoàng hậu nè. Đầu tư vậy mà nhận không ra ta. Mẹ giỡn. Sẵn mẹ có mặt ở đây, mời mẹ xem qua điệu múa mà chúng con đã tập dượt trong suốt mấy ngày qua. Đây là điệu múa của hoàng cung, đại lễ nào cũng diễn. Đó, đó mới chính là lối mòn. Tại sao mình không suy nghĩ một cái mới, mình phải sáng tạo ra chứ. Ta muốn trong ngày đại hôn này phải múa kiếm. Đâu được đâu mẹ. Sử dụng cái điệu múa kiếm mà ngày xưa tiên đế đã để lại, vô ảnh vũ kiếm. Là sao? Được, hãy để ta làm thử cho các ngươi xem nha. Bịt mắt. Dạ. Vô ảnh vũ kiếm xin được phép bắt đầu. Trời ơi, mẹ lỡ tay, mẹ giết người rồi. Không
sao, không sao đâu mẹ. Bây giờ không có văn nghệ, mình sẽ bù lại ẩm thực. Con đã chọn ra được một món ăn duy nhất và con tin chắc chắn rằng mẹ sẽ hài lòng. Được, dâng lên. Cho truyền qua ngữ châu. Dạ, sau rất nhiều năm mày mò tìm kiếm và sáng tạo, thần đã sáng chế ra một món ăn. Tên của món ăn đó là gỏi ngó sen tôm thịt. Gỏi ngó sen tôm thịt. Xuất sắc. Mẹ, bởi vì nó xuất sắc nên chỉ có một dĩa duy nhất mà phải đãi cho 80 bàn cùng ăn. Đó là dĩa duy nhất đó mẹ. Được, cho mẹ thử. Dạ, xin kính mời Hoàng Thái Hậu. Một món duy nhất này Hoàng Thái Hậu có thể làm thịt để đãi cho tất cả các quan khách, đó chính là thịt thú cưng của Hoàng Thái Hậu. Hổn láo, hổn láo. Nó nói cũng có lý đó mẹ. Bây giờ mình làm con thú đó đi, nuôi nó cũng có ích gì đâu. Quan ngự trù, vô chơi nó. Dạ. Đứng lại. Con muốn tìm con nào con ăn cũng được, nhưng trừ con linh thú của ta ra. Mẹ à, cái gì mẹ cũng làm khó. Nếu như đám cưới này mà không kịp, tất cả là tại mẹ đó. Công chúa tới. Mẹ á, mẹ cứ bắt con lấy chồng hoài hả? Mà con không muốn. Nội, nội làm chủ cho con đi. Nếu mà nội á không làm chủ cho con hả, con nhất định không làm công chúa nữa đâu. Hổn láo. Mày giống ai mà mày đẹp quá vậy? Trời ơi. Nội. Cháu hư là tại bà nè. Con cứ nghĩ lại đi. Ở đời mà ai lớn lên không phải đi lấy chồng. Với lại con là công chúa, hạnh phúc của con không phải là của riêng con, mà là tình ban giao hữu nghị giữa hai vương quốc với nhau. Con phải lấy chồng. Nội không có thương con hết trơn à. Hạnh phúc của con phải là hạnh phúc của con chứ. Mệt quá. Mẹ. Tại mẹ. Sao vậy hả mợ? Con vịt đó tôi gả chồng cho nó còn được, mà tại làm sao mà tôi nuôi con gái tôi gả không được hả mợ? Mợ cả. Sao vậy mợ? Mợ hai, mợ cả. Mấy đứa qua coi duyên kiếp. Hoàng thượng tới. Hoàng thượng tới, không có tranh cãi nữa. Ta cảm thấy rất vui vì gia đình chúng ta ba thế hệ đã cùng nhau tỏa sáng. Tỏa sáng? Tỏa sáng không khi mà con gái của con không biết nghe lời cha mẹ, nó không chịu đi lấy chồng kìa. Kìa, con gái, tại sao con lại không chịu đi lấy chồng? Con không muốn đâu. Cái gì nữa? Xong cho. Lên đâu? Lên đâu? Nội ơi!
Sao vậy? Con có sao không công chúa? Dạ không, dạ không. Công chúa là người linh thú yêu thương mà, tại sao hôm nay lại điềm báo? Ta chắc chắn đây là điềm báo. Hoàng thượng! Dạ. Con phải nghe lời mẹ, mau mau hủy bỏ cái đại hôn này đi. Dạ thưa mẹ, không thể được à. Tại sao lại không được? Dạ thưa mẹ, bởi vì con đã lỡ hứa miệng với thằng bạn thân của con, chính là ông vua của nước láng giềng, trong một bữa nhậu. Trời đất ơi, hôn lễ của con gái con mà còn hứa trong một bữa nhậu à? Dạ. Không, nhưng con hãy nhìn đi, biết bao nhiêu điềm báo đã xảy ra, không thể nào khoanh tay làm ngơ được. Con phải nghe lời mẹ, hủy bỏ đại hôn này đi. Chẳng lẽ bây giờ con là vua, con không còn nghe lời mẹ nữa sao? Dạ, tùy ý mẹ quyết định. Làm đi Mai, cái đầm đang cưới đẹp gần chết vậy đó, thiệt mà. À Hậu à, Hậu, Hậu. Đi, đi hết đi, tất cả hãy ra khỏi Liên Hoa Cung đi. Con linh thú của ta sao rồi? Nè, xong hết rồi, thú linh. Vậy đi. Rồi, mọi chuyện là do... Vậy mà con cứ tưởng á, nó không có thương con. Con cứ tưởng á, là nội bỏ con rồi. Con ngỗ nghịch quá phong nội. Cháu gái ngốc, bà làm hết tất cả những việc này, bỏ đi tôm ti cũng chỉ vì hạnh phúc của con. Những cái hoa đang trôi trên dòng sông này ta đã tìm thấy, và ta đọc được có một cô bé ước mơ là sẽ tìm được một hạnh phúc cho riêng mình. Nội cũng từng có hoài bão, nhưng nội không giống con, nội không có dám thực hiện nó. Vậy thì bây giờ nội trao cái điều ước của nội lại cho con. Không, con sẽ trao điều ước của con cho nội. Bây giờ nếu mà có ước mơ, nội ước gì nội? Nếu như thật sự có một ước mơ, thì ở cái độ tuổi của nội, nội chỉ mơ ước cho con, cho cháu của mình được hạnh phúc. Nội! Xin trời cao minh chứng cho ước nguyện của cháu gái tôi trở thành hiện thực. Ở trong cái tiểu phẩm này, tôi thích cái tứ của các bạn. Dàn dựng nhìn hoành tráng, trang phục chỉnh chu. Con đã rất là cố gắng để thể hiện cái vai diễn này, và con diễn ra được cái thần thái. Tuy nhiên, con chưa giữ xuyên suốt được nhân vật già của mình. Thành thử ra khi mà con chuyển qua cái đoạn mà tình cảm hai bà cháu ở đây, thì cái đó chú thấy nó bị nhanh. Và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Dạ, con cảm ơn chú. Nghệ sĩ Tuấn Hoàng Linh rất nhiều. Ai dục rác nhà bà kia, bà Bảy? Ai biết? Trời ơi, cái bà kia bà dục rác nhà tôi dục hồi nào? Mày dục hồi nào? Đâu có đâu? Đâm cho bánh em đâu? Tụi mày đó, bà Bảy, xử nó cho tao. Thôi mà đừng có quýnh nhau. Đừng có quýnh nhau mà. Ui da, ui da, ui da, đừng có quýnh nhau. Nghe, ui da, trời ơi, quýnh tôi đi. Tay da, quýnh tôi đi. Ui da, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời. Nó bỏ tất nhiều chuyện. Đánh nó dữ vậy? Trời, con người ta khời mà cũng chấp con người ta làm sao? Quýnh siêu nhân quá trời luôn. Con có đau không? Con đau quá trời quá đất luôn. Dạ thôi không sao, không có bị gì nè. Buồn xã hội nó buồn quá ông Tư. Vậy, nhiều lúc ông Tư thấy gì cũng muốn thoát khỏi cái xã hội này ghê đó. Một cái xã hội mà nó là xô bồ, xô bộn, xô xác, xô đẩy, xô chậu, xô bích, mệt mỏi khỏi thi nữa đi con. Cái gì vậy? Nó bậy bạ như xu khỏi thi là sao? Chứ sao con? Con nói ông Tư nghe, nhiều khi con muốn thoát cái xã hội năm Tư. Một cái xã hội bon chen, bon sai, bon sô cô la sữa gà, kem chuối nhủi rớt luôn. Ô, con muốn rớt. Con không biết con nói gì luôn á. À, mà con khờ quá con, mà con ngu tiền đòi rớt là sao con? Đứng đây đi, coi khách vô kêu cà phê cho ông Tư. Nóng cái áo này nóng. Ủa tính tiền, ủa sao mọi người đi hết rồi chưa ai tính tiền gì vậy? Ê trời ơi!
Ủa nãy đông lắm sao đi hết trơn rồi? Dạ bạn con hết á. À mấy người nãy bạn con hết trơn á hả? Dạ dạ. Thôi giờ tính tiền trong tư nghe. Dạ. Sáng giờ bé ăn gì vậy? Dạ, một tô hủ tiếu một cục xương, một tô hủ tiếu hai cục xương, với lại một tô hủ tiếu thịt với bò viên, một tô hủ tiếu có thịt không có bò viên, một tô hủ tiếu có bò viên không có thịt, với lại ba dĩa bánh bèo. Nó cảnh cáo mày nha. Mố có dắt bạn tới ăn thì 10 đứa ăn một món chung thôi. Dạ không được, nó thích cái gì thì nó ăn cái đó thôi chú Tư. Ăn chi đa dạng ngôn hầu rồi bây giờ tao không biết tính làm sao. Dạ. Có tính giùm coi thờ. Khó tính chết luôn, để tính coi. 6 tô hủ tiếu, 1 tô hủ tiếu, 2 cục xương 18 ngàn, 1 tô hủ tiếu, 1 cục xương 15 ngàn, 1 tô hủ tiếu, thịt bò viên 13 ngàn, 1 tô hủ tiếu, không thịt không phải có bò viên 10 ngàn, 1 tô hủ tiếu, có thịt phải có bò viên 10 ngàn, 60, 8 cộng 5 cộng 3 là 16, 16 cộng 6 là 76 ngàn, 76 ngàn, 3 cái bàn, 3 cái bàn, 1 cái bàn 20 ngàn, 3 cái bàn là 60 ngàn, 16, 10 mấy cái ghế, 7 cái ghế, 6 cái ghế, 1 cái ghế 15 ngàn, 6 ghế là 90 ngàn, 90 ngàn cộng 6 cái ghế là 150 ngàn, cộng 121 ngàn là 171 ngàn, cộng lên tiền xe mặt bằng là 1 triệu, cộng lên là 1 triệu 701 ngàn. Chết tôi rồi. Trời anh ơi, anh vậy đi. Trời ơi, vậy anh ơi. Ông Tư tính tiền chúng nó sang mặt bằng con. Trời ơi. Con bây giờ con đừng có tính bằng lời nữa, con tính nhẩm đi, là nãy giờ hiệu hủ tiếu hết nhiêu tiền. Dạ dạ. Nhẩm trong đầu nghe được. Tính lại là bao nhiêu vậy anh? 121 ngàn. 121 đó con. Dạ. Dạ, thôi 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 chú đi, cảm ơn anh. Ê khoan con. Dạ. Nó mới tính tiền đồ ăn thôi, tiền nước nữa chi. Nhưng mà hên nữa con nghe, ngày hôm nay quán của ông Tư khuyến mãi nước. Ủa khuyến mãi hả? Khuyến mãi tới nóc luôn. Ôi vậy thôi khỏi trả rồi đi về. Không, khuyến mãi phải miễn phí rồi không trả tiền. Nó có tính không ghê. Nó không thiệt luôn. Nghe tao tính nè. Hồi nãy là như là 4 ly cam giác, 1 ly 15 ngàn tao giảm 15%, 3 ly sữa đá là 1 ly 8 ngàn giảm 81%, còn 3 ly chanh dây ly 12 giảm 21%, còn 5 chai nước ngọt nữa tổng cộng 10 ngàn chai. Mày giờ tao tính mày giảm 17%, chai thứ 2 giảm 15%, chai thứ 3 giảm 13%, chai thứ 4 giảm 19%, chai thứ 5 là trả góp không lãi suất. Chú ơi, thôi bây giờ làm ơn là chú tính giá gốc giùm con nha. Chú bỏ qua cái việc khuyến mãi giảm giá luôn đi. Ông Tư khợn con thiệt luôn. Bây giờ tổng cộng là bao nhiêu ly? Ra 15 ly đó. 15 ly thì bây giờ ông Tư quy là 15 ly trà đá đi, 1 ly 500 là 8 ngàn trả đi. 8 ngàn. Con ơi, cam giác ông Tư là hết 18 ngàn ly. Đưa tiền vô chứ rồi để khó tính. Tao đi quy định 500 một ly đi cho nó dễ tính. Tao nói bao nhiêu lần rồi cũng nhờ vậy mà từ quán lớn xuống quán nhỏ rồi không nghe. Tại kệ mà đưa 8 ngàn đây. Dạ em có 10 ngàn. 10 ngàn hả? Dạ. Thối 2 ngàn ông Tư. Thối cho người ta đi đừng có ăn cắp giặt nha. Sáng giờ hả? Sáng giờ toàn tiền chẳng không có tiền lẻ. Đưa đây, đưa 10 ngàn đấy. Nè, cầm về đi rồi bữa nào rảnh rảnh qua trả cũng được. Nói được em. Được không chú Tư? Được. Được. Dạ con chào hai chú cháu siêu nhân con về dạ. Con ơi, nó về sao ông Tư đòi tiền nó được con? Sao lâu người trong xóm mà ông Tư ơi? Không có, nó khách vãng lai, ông Tư không biết nó là ai luôn á. Thôi vô làm đi, con phá đồ này nọ luôn đi. Mỗi lần nó muốn làm thương nhân là tôi hết tiền đi siêu thị. Bác Tư, anh Khờ, hai người ăn gì chưa vậy? Bác Tư, con có nói rồi cho bác Tư một gói nè. Anh Khờ, làm gì vậy? Nè, cho xôi nè, có lấy không? Không lấy đi à? Để xôi đây. Nó nghe nè. Dạ. Nó thích bay đó. Bất Tư chọc con hoài hả? Trời. Anh Khờ. Nghe. Em có nhiều chuyện muốn nói với anh Lâm đó. Khờ cũng có nhiều chuyện muốn nói với Linh lắm. Vậy hả? Linh có nhiều chuyện gì mà muốn nói với Khờ vậy? Anh Khờ. Khờ nghe nè. Em đi làm nha. Nha. Trời ơi con bé tao nói đẹp lai láng mà duyên dáng có một phân à. Thôi vô đây phụ ông Tư pha cà phê nha con nha. Nóng quá. Tụi bay tản ra đi, tao đi hỏi đường. Lắm gì?
Mấy người làm gì tôi vậy? Làm gì? Nó khờ mà chơi cuốn này chắc học ngu luôn quá. Mấy người biết gì cuộc đời của tôi chưa? Biết gì cuộc đời của tôi chưa? Mày có bị điên không đời mày biết, mắc mới tao biết. Tự nhiên mày hỏi tao. Sao không biết? Tại sao không biết? Tại sao không biết? Biết không? Biết không? À, không. Tại sao không biết? Tại sao không biết? Phải biết. Biết cái gì? Biết cái gì? Từ nãy giờ mày biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Mày bị khùng ghê chưa? Chào cậu. Cậu học ca mấy? K17. Còn cậu? K19. Thì là mình chung khóa đó. Hả? 17, 19 chung khóa hả? Cứ cho là chung đi. Đau lắm đó. Thì ra bọn họ là học sinh cùng khóa. Có lẽ lúc này họ cần ở không gian riêng. Cậu đi đâu đây? Gặp cậu tôi vui quá. Tôi cũng vui. Cậu có thể chỉ cho mình một con đường số 25 nằm ở đâu được hay không? Dễ lắm. Khu lề của mình mà. Bạn cứ đi thẳng. Thấy cái chỗ đó không? Thấy. Đó, ngay cái ngã tư. Đèn xanh đèn đỏ. Quẹo phải. Quẹo phải nha, đi thẳng lên một chút xíu gặp ngã ba. Quẹo trái. Đi lên một chút xíu nữa, bên tay phải có tiệm internet. Vô internet đăng nhập Facebook, đăng status hỏi đường số 25 ở đâu ở dưới tài chỉ. Ủa vậy rốt cuộc ai chỉ mình ta? Bà internet bà chỉ đó. Ồ, cảm ơn bà. Mình đi đi. Mà khoan đã. Tìm đường số 25 làm cái gì? Mình đi kiếm người yêu của mình. Chuyện tình của bạn mà kể cho mình nghe đi. Ra đây ngồi uống uống với mình một ly cà phê. Được. Rồi tâm sự chuyện người yêu của bạn được không? Được chứ. Ngồi đây nha. Ê nhỏ, cho hai ly cà phê. Tâm sự đi. Chuyện tình của mình liên quan tới một con heo. Bạn biết không? Người yêu của mình tên Cám. Người yêu bạn tên Cám? Mà mình để ý con chị tên Tắm. Chỉ vì một con heo mà hai chị em nó giận mình luôn. Con Tắm, con Cám có dính tới con heo? Đúng. Nó làm cái gì bậy vậy ta? Câu chuyện là như thế này. Con Cám có một bầy heo. Bầy heo của con Cám thích ăn cám của con Tắm mà không thích ăn cám của con Cám. Một ngày nọ, con Tắm đi mua cám mới. Con Cám liền thấy con Tắm đi, liền bỏ cám của con Cám vô cám của con Tắm trộn cho heo ăn. Bầy heo biết được, lựa cám của con Cám ra cám của con Cám, lựa cám của con Tắm ra cám của con Tắm. Cuối cùng ăn hết cám của con Tắm mà không ăn cám của con Cám. Con Cám tức giận. Con Cám không cho heo ăn cám của con Cám, cũng không cho heo ăn cám của con Cám. Cuối cùng hai chị em giận nhà giận mình luôn. Ông Tư gọi con chiếc xe đưa con vô bệnh viện gấp luôn ông Tư. Sao con? Câu chuyện nó sắn não của con luôn rồi. Mày lớn mày chứ ngu mày. Con người ta khờ mày làm nó khùng thêm nữa. Con ơi, con vô cái vấn đề nào, con mâu thuẫn con kể liền đi nè. Dạ bây giờ con đi tìm người yêu của con. Tìm người yêu. Người yêu là Tắm hay là Cám? Mình tìm con Nếp. Không dính một cái gì luôn á. Bạn muốn nghe chuyện của con Nếp không? Thôi hỏi đi. Ta chưa đủ làm cho mày vui hay sao mày còn tính kể con Nếp nữa? Thì mình muốn Tắm. Mày yêu chi nông sản quá. Tự nhiên nay ông Tư thấy con hết khờ đột xuất. Ông ơi, nó bực, nó làm cho con khờ thôi, nó lại con rối nó luôn. Bây giờ con Nếp là nó ở đâu bây giờ ông Tư chỉ cho con nè. Là con Nếp nó ở đường số 25 đó. Đường số 25 đúng không? Ừ. Giờ ông Tư chỉ thẳng thừng nè. Đi thẳng, bỏ hai ngã tư. Ngã tư thứ ba là đường số 25. Sao con qua cái miệng của ông Tư đường nó ngắn ngủn vậy trời? Sao nó gần vậy ông Tư? Dễ lắm con đi đi con. Dạ, cảm ơn ông Tư. Chào bạn, tôi đi đây. Đi đi, đừng gặp lại tao nha, tao sợ mày quá. Tôi đi đi bạn. Thằng này mà chung lớp con là con bầu nó làm lớp trưởng luôn á thì. Nó nặng quá. Tao thấy đóng thùng mão bông là tao nghi rồi. Thiệt. Thôi dọn đồ cho đi ông Tư. Ê Linh kìa. Em buồn ông Tư mặt Linh có chuyện gì buồn kìa ông Tư. Buồn hả Linh ơi?
Sao buồn vậy con? Kể ông Tư nghe con, sao con buồn con? Cuộc đời con bất hạnh lắm ông Tư ơi. Bất hạnh lắm hả con? Dạ. Sao con bất hạnh? Để con kể cho ông Tư nghe. Kể đi con. Lúc con vừa mới sinh ra đời, người ta đánh con như trối chết. Ai đánh lưng vậy? Nói khờ nghe, khờ đánh lại người ta cho. Bác sĩ đánh. Sao bà này hình như có gặp hồi kia hay sao bị lây lây không? Đó. Thấy nó hơi lây lây vậy đó. Thẹt. Thôi anh khờ. Nãy giờ em giỡn với anh đó, nãy đọc chuyện Tú Lâm mắc cười quá vậy, kể cho hai chú. Trời ơi. Trời ơi. Tao chuyện Tú Lâm luôn hả? Nè, bây giờ con về sớm á là để con vô con lấy đồ rồi bác Tư của mình nó đem phát cho bà con ở đây, ai không có đồ ăn thì mình cho người ta ha. Linh nhớ cho bác cơm từ thiện. Dạ đúng rồi, bây giờ con vô nhớ cho khờ chở Linh đi bác cơm nha. Thiệt không? Thiệt. Chở đi nha. Nhớ hứa đằng sau đừng ôm tôi được rồi. Ơi. Đi vô lấy cơm nè, khờ vô phụ con. Bạn thân. Gì vậy? Bao không chết chắn vào bên cái gì vậy? Ê mày sao vậy? Ủa cái gì vậy? Ê mày làm gì? Mày làm gì? Đậu nhỏ mày thì ra là mày làm cái gì? Trốn mày đây vậy? Buông ra con làm gì vậy? Mày nhắm mày trốn tới được bao lâu hả? Có gì vậy? Con ơi, nó là ai mà con trốn nó vậy? Nó là ai? Giang hồ. Dạ, giang hồ. Ủa không phải bạn học con hả? Ủa giang hồ thì nó kiếm con chi, con làm gì nó kiếm con? Nó là gái điếm đi kê khách kiếm tiền cho tao đó. Gái điếm vậy thôi. Buông ra. Sao cái kỳ ông Tư gì là sao? Chuyện người dân nước lạ con đừng có xen vô con, nó đánh con đó. Anh ơi Tao có cái áo tràng, tao là siêu nhân nha. Mày là siêu nhân. Tốt. Sợ siêu nhân. Thấy chưa? Ông Tư thấy chưa? Nó gặp siêu nhân mà áo tràng nó thành công chúa bong bóng luôn. Chơi bắt tài cái đi. Mày siêu nhân sao mày? Mày siêu nhân sao mày? Đi à? Lên. Tụi mày. Quốc nó. Lên. Why Gì đâu vậy? Gì đâu vậy? Chơi đông hiếp yếu ha. Được. Ông coi chừng tôi đó. Tao sẽ quay lại kiếm mày. Rút. Trời ơi. Đau không con? Đau quá ông Tư. Trời ơi. Con đau quá. Chú Tư ơi, có chuyện gì vậy chú Tư? Giang hồ nó kêu tới con ơi. Nó đánh con cờ nè. Ủa trời, mà chơi ngu rồi bị nó đánh là phải rồi. Giang hồ nó kéo tới kêu tụi tôi ra đây làm chi? Rồi nó nhớ mặt tụi tôi hả? Nó kéo ra đây rồi nó quýnh tụi tôi làm sao? Trời đất ơi, rảnh quá, đi về đi. Trời ơi, mới nhập cư vô đây mà bây giờ rắc rối quá à. Chịu không có được cái xóm này à. Đi về. Trời, mấy người không có tình làng kìa xóm. Khờ. Anh khờ. Siêu nhân của ông Tư nè, nghe ông Tư vậy nè. Ông Tư có bị nó quýnh không ông Tư? Ông Tư không sao hết con. Mấy Linh có bị tụi nó quýnh không? Dạ không, em không sao hết trơn á. Linh nó không sao hết con. Tư buồn quá. Sao con buồn? Con ước mơ con được làm siêu nhân. Con có sức mạnh, con bảo vệ ông Tư, bảo vệ bé Linh, bảo vệ mọi người trong khu phố. Mà con còn không bảo vệ được bản thân con nữa. Con không phải là siêu nhân. Không. Con là siêu nhân. Con là siêu nhân của ông Tư. Con không bảo vệ được ông Linh. Con không bảo vệ được ông Tư. Con không bảo vệ được con. Nhưng mà con làm cho cái chuyện mà ông Tư không dám làm. Con làm cho cái chuyện mà những người trong xóm người ta thờ ơ, con không dám làm. Ông Tư, hôm nay con thực hiện được cái ước mơ của con rồi đó. Thực hiện được ước mơ của con rồi. Con là siêu nhân. Ông Tư không con làm siêu nhân. Con là siêu nhân hả? Dạ, siêu nhân. Mừng quá ông Tư. Bây giờ chở siêu nhân đi bệnh viện đi, đau quá rồi.
cái tứ nó rất là dễ thương. Tức là ước ở đây á, là ước một cái xã hội điều tốt đẹp hơn cho xã hội. Ngày hôm nay em đóng vai một cậu thiểu năng thì rõ ràng nó ra cái người thiểu năng chứ không phải là ra cái người tâm thần. Anh rất là thích và anh có lời khen em. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh rất nhiều. Dành ra! Tụi nó đâu rồi? Tụi bay đến đông đủ hết chưa? Cắp cắp! Sẵn sàng! Tốt! Tốt lắm! Bên phải! Đủ! Bên trái! Đủ! Dạ mấy anh ơi, dạ mấy anh thông cảm, giờ em trả tiền với mấy anh ơi. Dạ dạ. À anh cầm tiền giùm em. Dạ, dạ anh, cho em gửi tiền. Dạ em xin lỗi, cảm ơn. Dạ. Thôi kệ nó, bây giờ cũng xong chuyện rồi. Hai cái ngàn đô mà tao với mày để dành được mày cất đâu rồi? Yên tâm, mà nhậu dưới nè. Mày á, cất có đi rồi mua vé máy bay. Bây giờ để tao gọi cho má tao cái. Ê khoan đã, không cần phải gọi đâu. Bây giờ tao nói mày nghe, cho dù có 2 ngàn đủ mua vé máy bay chăng nữa cũng không có tiền mà xây sở đâu, giờ ở đâu? Ai mà gọi vậy? Alo. Cái gì? Alo Trung hả? Ừ. Mày biết tin gì chưa? Tin gì? Ở công viên Manhattan đang có người phát vé máy bay miễn phí đi về Việt Nam. Long ơi. Cái gì? Công viên Manhattan phát vé miễn phí về Việt Nam kìa. Trời ơi, bây giờ có dù vé miễn phí về đi chăng nữa đã nói rồi không có tiền đâu. Thì bây giờ cứ chạy tới đó lấy vé đi rồi tính. Đi chạy đi rồi tính. Hey. Ê, may mắn quá, cuối cùng cũng tới rồi, mặc dù tới cuối. Ho à. Ho à. Ho ở ho gà. Trời ơi, ai ho mà tượng thanh dữ vậy? Ngoài nè con. Ủa, ngoài ho hả? Ờ. Mà con xin lỗi con không biết nha, mà ngoài này tuyết rơi dữ quá, ngoài ra đây làm chi? Ờ, ngoài ra ngoài xếp hàng lấy vé về Việt Nam. Ngoài nhớ nhà, ngoài xa quê. Trước sau gì cũng về. Ngoài chờ nghe. Ho. Ho phổi. Ho răng cái cuốn phổi. Thì nói đại là ngoại chịu không nổi đi, con nhường cho ngoại. Đứng lên nè, đỡ người nào hay người đó chứ cái hàng còn dài lắm nha ngoại nha. Ờ, cảm ơn cậu nghe. Dạ. Trung ơi, cái hàng nó dài ra đừng có nói chuyện, nó ồn ào nhức lỗ tai lắm hiểu không? Trời đất ơi, đứng đợi cái chút xíu mà chuyển giới rồi hả? Tao mệt mày quá nè. Tao đang cột dây vậy? Ngoại già quá tao nhường cho ngoại. À vậy hả? Dạ. Ừ, đúng rồi, cái cậu này nè, cậu tốt bụng lắm. Dạ. Chứ không có như những người nghe đó, biết đó mà không có nhường. Thôi lên đi ngoại ơi. Cảm ơn cậu nha. Dạ. Coi. Shut up. Ê, tao thắc mắc nha, ở đây là Việt Nam đứng lấy vé, Mỹ đứng đây làm gì? Mấy cái đứa Mỹ con nó thấy đứng xếp hàng đông vậy chắc nó tưởng là phát cơm, nó vô nó đứng chung á. Hey guys, here we give free tickets to Vietnam, not food. Put it over there. Yes, please go there. Yeah, thank bye you. Bye. Mày thấy xanh ngữ lợi hại chưa? Ờ, công nhận lợi hại thì ý mà tại tao muốn tao qua nước Mỹ này, đương nhiên người Mỹ phải nói tiếng Việt chơi với tao, hiểu không? Thí dụ như bây giờ tao nói cái câu ê, có ngon quay lại đi thì nó khác. Không tin luôn. Chắc tụi nó đói bụng á, hay mình kiếm cái gì cho tụi nó ăn đi. Mà trời lạnh vậy á, có đồ nướng ăn là ngon lắm á. À, ngoại ơi, con cần về Việt Nam. Thằng bạn con cũng cần về Việt Nam. Ngoại cũng cần về Việt Nam đúng không? Con thỏ có cần về Việt Nam không? Ý mày là ăn thịt con thỏ của tao hả? Đúng rồi. Không, cái gì? Tại sao mày lại như vậy chứ? Tại sao? Ngoài ở đây một mình côi cút, người Mỹ người ta nuôi chó, còn ngoại, ngoài nuôi con thỏ làm bạn. Mày không mấy cho tụi nó con thỏ nghe. Hả? Mày... cái này nó nói chứ không phải con nói nha. Tao đánh mày quen rồi. Ngoại, cho tụi nó con thỏ để nó đi đi. Không được. Muốn ăn thịt con thỏ là phải bước qua xác của tao. Ngoại, gãi cổ rồi ăn đi. Hey guy, rabbit, rabbit now. Okay, yeah, baby kill, yeah. Nó đi rồi đó, thấy chưa? Nó đi rồi hả? Nó đi rồi hả? Cảm ơn hai cậu nghe. Cậu ơi, nhường chỗ cho ngoại nha. Lên. No! Tôi nhường cho bà ngoại thôi. Lui lại. Anh ơi,
Tại vì em với lại đây là người nhà á. Ủa người nhà hả? Dạ. Anh là gì của ngoại? Con. Con anh? Chồng bà. Người già. Con. Chồng bà. Lên đi. Thì ra là mày à. Mày gì? Bao lâu nay tôi nghi ngờ bà ngoại tình. Thì ra là thằng này à. Trời ơi, hai cái cậu này tốt lắm. Nãy giờ giả làm người nhà để giúp tôi lên tới đầu hàng nè. May cho mày đó. Đúng rồi, tôi là chồng demo thôi. Chào tất cả mọi người. Chào anh. Chào anh. Bây giờ không làm mất thời gian của mọi người, tôi xin được phát vé nha. Tôi mình được nhận rồi. Rồi, tôi xin bắt đầu phát vé từ bên kia. Ủa là sao mày? Thì nãy nói rồi, đứng cuối hàng là được rồi, đô bên đây làm chi bây giờ không đổi chỗ rồi đó. Ước gì sao? Thời gian quay trở lại. Hey, để không làm mất thời gian của mọi người, tôi xin bắt đầu phát vé. Dạ, hôm qua ai có đăng ký vé thì bữa nay sẽ có vé. Oh. À, xin mời anh Kenny Sung, Harry Potter. Rồi. Mọi người ơi, người ta hôm qua có đăng ký thì có vé, mình không có đăng ký làm sao có vé, đi về thôi. Lạc Hoàng Long. Không có đăng ký sao có vé, anh nói lại một lần nữa. Lạc Hoàng Long. Tới tôi nè. Long An. Dạ em. Bây giờ ở đây tôi còn có hai cơ hội nè, tôi mở ở đây tới bốn người, về con cho bốc thăm nha, bốc thăm cho nó công bằng. Rồi ai mà có chữ Z là sẽ có vé, ai mà có chữ No là không có vé. Rồi mời mọi người. Không, bà bốc trước đi. Dạ, dạ. Yes. No. No. Yes. Vậy là tao được về gặp ba má tao rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tao mừng quá. Chúc mừng hai người nha. Hai ông bà ơi, có gì năm sau mình quay lại lấy vé nha. Có gì ghé tiệm phở của con ủng hộ. Rồi có gì để con có tiền được làm từ thiện tiếp. Alo. À, tí hả? Ừ, ba nè con. Tết năm nay ba với má mày không có về nha. Xếp hàng từ sáng tới giờ xin vé không có được. Không, bà má xếp hàng từ sáng tới giờ á mà mua hết vé rồi. Sao bà tắt vậy? Trời ơi, sao ông không bấm cái đầu số khuyến mãi? Gọi cái kiểu này á, mày mốt lãnh tiền già ra, trả tiền bill là chết luôn á. Tôi quên. Ba này con. Cái gì trả nữa hả? Nữa không? Ừ, tôi được rồi, để ba má cố gắng gửi tiền về cho con nha. Với lại bay cũng kỳ, sao không hỏi ba má khi nào về. Nó nói sao ông ơi? Nó tắt máy luôn rồi bà ơi. Sao ông bà không chịu nói thiệt cho mấy anh chị biết là ở Mỹ này không phải ai cũng khá giả đâu. Ông bà cũng làm lụng cực khổ lắm mới có tiền gửi về cho anh chị. Lỗi á, không phải tại con cái. Cha mẹ sinh con ra là phải biết lo lắng cho con cái. Ba má con cũng cố gắng dành dụm cho con qua đây ăn học. Mà con qua tới nơi, con không lo học hành, con lo tụ tập bạn bè, suốt ngày cờ bạc ăn chơi, thiếu nợ thiếu nần ba má trả cho lần này hết lần khác. Tới lúc con biết con sai, con đi làm, con kiếm tiền, thì ba má con giận không có nói chuyện với con nữa rồi. Cậu yên tâm đi, không có người cha người mẹ nào mà giận hờn con cái lâu được hết. Rồi một thời gian nữa ba mẹ cậu sẽ hết giận cậu cho coi. Còn thôi, còn tôi với bà đi về đi, chứ sức khỏe bà chịu không có nổi cái cảnh lạnh này đâu. Ông bà ơi. Ông ấy, ông bà nhận cái vé của con đi. Sao mà được. Cậu cũng phải về thăm người thân của mình nữa chứ. Không, ba má cũng chết hết rồi. Bác cứ giữ. Con biết ông đang suy nghĩ đúng không? Nè, thôi bây giờ cầm luôn cái vé của con là hai cái. Hai người cùng về với mấy anh chị, không phải suy nghĩ tính toán gì nữa hết. Ông cầm đi. Cô cậu không muốn về thăm ba má rồi xin lỗi ba má cậu hả? Ba má con giận con là vì con không biết trân trọng đồng tiền. Nên bây giờ con sẽ đi làm. Con kiếm từng đồng một, con để dành cho tới ngày đủ tiền, con sẽ về con gặp ba má mà nói con xin lỗi. Con nghĩ lúc đó ba má con sẽ vui hơn nhiều.
ngoan lắm, tốt lắm. Thôi được rồi, ông bà nhận hai cái vé này, ông bà cảm ơn. Ý, có cái đàn của ai vậy? Giờ hát bài nào đi? Hát cái bài mà ở nhà mỗi lần buồn tao với mẹ hay lấy ra hát á. À, tao biết rồi, phải bài này không? Mẹ ơi, con mới xong việc, đã lâu con chưa gọi về. Nhà ta thế nào, cha có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm cha ngồi, để với gió rét bên trời. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay xa hoài, ô ô nước ngoài. Giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa qua vậy, chỉ mong bớt lo tương lai. Vì con đi kiếm đồng tiền, cho thôi nghe sóng bận tiền, xin mẹ chớ buồn phiền. Bây giờ ngồi đó chuẩn bị học tiếng Anh theo tao qua lễ còn đi làm nè. Ừ. A apple. A apple. B boy. B boy. Phở. Phở. Ủa, phở tiếng Việt mà. Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Thái gì phở cũng là phở. Happy New Year. Happy New Year. Năm mới tao chúc cho mày những cái mong ước được trở thành hiện thực. Tao chúc cho mày vậy á, mà tao không biết mong ước của mày là gì. Mày khờ quá. Dĩ nhiên mơ ước của tao là được trở về Việt Nam rồi. Chết rồi, má tao gọi rồi, giờ sao? Mày nghe đi. Alo. Ba má không có giận con nữa hả? Ba má còn cho về Việt Nam chơi nữa. Con hứa, con về tới nơi chuyến này xong á, con qua lại đây nè. Con đi học, đi làm đàng hoàng, con không bao giờ để cho ba má phải buồn nữa đâu. Má tao chịu cho tao cái mày về ăn Tết rồi kìa. Vui quá à. Tết xuân sang, Tết xuân bay, Tết vui cùng người già và trẻ thơ. Bao yêu thương hân hoan gia đình. Chúc cùng cánh hoa. Có một số bạn chẳng biết cái đồng tiền của cha mẹ mình làm cực khổ như thế nào, cứ qua đến bên đó rồi lại lao vào những cái cuộc chơi đó. Tôi nhìn thấy cái điều này rất là rõ ở trong cái tiểu phẩm của các bạn, và tôi cho cái ý này là một cái ý rất là hay. Ráng bình tĩnh, cố gắng hết mình thì mọi chuyện sẽ rất là ổn đối với em. Cảm ơn Trung. Xin cảm ơn những lời nhận xét của sĩ Tô Hoài Linh. Tôi ra đây chi vậy? Tôi đang làm bỏ phân cho mấy cái gốc cây mà. Đi chú ngồi lên đây đi. Trời, em sợ em lo cho anh. Làm gì lo? Em nghe chị đánh anh em chạy đây liền nè. Bỏ chị đi. Bữa nay em đại diện cho mấy anh em trong xóm của mình tới đây nè, khuyên anh bỏ vợ. Tôi nói thì chú nghe, mỗi nhà mỗi cảnh. Bây giờ tôi nói tôi là không có bị vợ đánh. Mắc mới gì sao cứ ép tôi vậy, cứ thấy bầm cái kêu vợ đánh, thấy bầm cái kêu vợ đánh. Nhưng mà em nói đây á là tại vì bà đánh anh nhiều quá. Ngày nào cũng đánh 5-6 lần hết, làm sao em chịu nổi. Anh coi kìa, đánh như vậy kìa, chịu nổi không? Ngày xưa anh 60 mấy ký, đánh giờ còn 50 mấy ký à. Bây giờ ốm á, nó đỡ tiểu đường nè, nó đỡ huyết áp nè, nó đỡ đủ thứ á. Mắc cái chứng gì không ốm? Trời ơi, đánh này là lấy guốc đập lên nè anh ơi, lấy guốc đập lên nè phải không? Cái guốc tầm bậy rồi. Guốc vợ tôi mang là guốc nhọn có một cây vậy thôi. Đánh ở đâu mà nó tè ra mươi như cái bông thọ vậy mà đánh ra mình tầm bảy. Vì vợ tôi đánh tôi vẫn chơi quà, đàn ông trong nhà. Anh hiểu không? Anh ơi, bây giờ ai nói gì nói. Nhưng mà riêng em á, em thấy anh bị đánh vậy á, em đau lắm. Đau trong này nè, Linh. Chú đau trong tim hả? Dạ. Đừng nói chú yêu tôi nha. Anh quên bỏ rồi sao? Bỏ cái đó đi. Anh quên rồi sao Linh?
ngày xưa mình xạp xe vòng vòng ở ngoài cũng chúng ta như hai chị em. Anh quên rồi sao? Chiều nào ai anh em mình cũng đạp xe vòng vòng ngoài Thủ Đức. Có bộ đạp xe đi là yêu hả? Từ đó mới có khu công nghiệp Linh Chung. Cái khu công nghiệp đó người ta đặt tên mắc chứng ôn gì tới mình. À, tên hai đứa mình đạp qua đạp lại hoài. Tên nhớ tên ta đặt cái cổ luôn. Trời ơi, tôi không biết cái khu công nghiệp đó nó rảnh không mà nó đi lựa cái tên hai cái thằng Hà Bá. Chú cứ yên tâm đi, cuộc sống của tôi rất là vui. Nhiều khi nếu mà tôi có vợ, bị vợ tôi đánh, tôi ví dụ thôi, nếu tôi có bị vợ tôi đánh đi nữa cũng là cái thú đau thương của tôi. Mình thương vợ mình chấp nhận thôi, nhưng mà huống hồ gì cái chuyện này là không có bị đánh, không có bị đánh. Bây giờ không biết nói như thế nào nữa đây. Là đi học về em luôn nha. Ồ, ba mới học về. Rồi chào chú Dung mới học về. Con anh hả? Dạ. Còn tôi với ai? Trời ơi, chú là chú nữa mà qua chú đây, qua đây. Dạ. Dạ hoài, dạ nhà luôn, dạ hoài gì? Dạ, chú kêu con gì? Con mới học về. À, chú khỏe hả? Ủa ba, cái cú đá 360 của má vô mặt ba giờ chưa tan máu mộng luôn hả? Thấy chưa? Anh thấy chưa? Dạ. Con anh nó bán đứng anh luôn, thấy chưa? Có gì đâu. Vợ anh đánh lên đổ đàn. Bậy rồi, thì nó gì thấy vậy? Là đúng, đúng rồi. Tôi lúc nào cũng biểu vợ tôi học võ đi. Bây giờ ở ngoài đường á, nó nhiều cái phức tạp nó xảy ra, phải nên học võ. Thì khi tôi chỉ cho bà cái đòn đó đó là bà đá vô đây. Còn cái này á là bà dấp té. Chứ à, còn cái này là nó qua rồi, nó hết rồi. Vậy hả ba? Dạ. Bây giờ nè con nè, con thấy rõ ràng nè. Ở nhà má con đánh ba con kiện, mà con để không không thì con không nói lên trời cái gì hết. Trời ơi, nhà đánh hoài, hai trai má con với ba con giật võ hoài. Giật võ mà, quýnh võ. Hai người giật võ nhau, dữ lắm. Chú chưa thấy đâu, nhiều cái cú kinh khủng lắm. Quánh như vậy nè, ví dụ như chú là bả đi. Ờ, quánh đi. Ra đây, cho mượn mày làm. Ra đây. Dạ, dạ. Mày đứng đây đi. Đứng đây, để em làm trọng tài. Thôi, thường thường ba má giật là em biết là trọng tài. Làm trọng tài không đó. Giữ nè, đó là em giữ nè. Chú là tôi đi nha. Dạ. Chú có tưởng tượng là ba đánh nè. Đánh hả? Đó, hay quá. Đó, mà đánh chưa trúng, bây giờ bắt đầu mới đánh trúng. Bây giờ chú muốn nghiên cứu về cái vấn đề học võ thuật của vợ tôi nào? Dạ, nếu mà nghiên cứu thì tôi quốc thiệt à. Dạ, dạ, không, không, được rồi. À, dạ, dạ, rồi. Bà má giật võ dữ lắm. Không phải nào cũng làm trọng tài hết. Biết rồi, biết rồi. Má về, má về. Lên má về. Quay, quay, anh quay. Anh đi đâu vậy? Đó, thấy không? Rồi sao ở vậy nhà rồi chồng ta vậy đó. Việc nhà rồi, trong nhà rồi không làm, đi đâu ra ngoài đây cà kê với ngỗng chi vậy? Chú Trung nó hẹn tôi có chuyện. Rồi tôi nghe tôi tưởng đâu là ra coi phân bón gì này nọ ở trên ấy rồi sao? Vậy hả? Thì chơi gì chơi, nói chung là em trong nhà thì biết anh là rảnh rỗi thì có phải có bạn bè đùm tấm. Nhưng mà làm gì làm? Mới về làm mấy cái việc nhà tôi dặn nhớ chưa? Thì về làm chứ, phải làm, không làm lấy gì ăn. Mà anh nói em nghe nè, em đi làm chi nắng non vậy hả em? Trời ơi, thì nắng nắng chứ mẹ. Thì cứ nhắn nè, anh về, anh đi có chút xíu là anh về với em liền. Nhớ gì chưa? Anh đi bỏ phân chứ về anh có làm chưa? Về là về, nhớ về hả chưa? Đau, chỗ này còn đau. Ủa, còn đau. Anh đi dắp té, chỗ này còn đau. Chị thôi làm chỗ này cho nó cân luôn ấy. Hồi tối qua con làm chứng nè, hôm qua là bao đi dắp té vô cái đùi gối của má nè. Dắp té là đi dắp té. Đêm qua ông chồng tôi đó, tôi đang ngồi coi tivi vậy đó, tôi đang để cái đầu gối vậy đó, ông băng ngang qua dắp cái nguyên con mắt, ông đập vô cái đầu gối. Nhưng mà con mắt là bị bên này, cái này là dắp cái gốc cây ở ngoài vườn. Đó, nói vậy nó đúng hơn. Linh ơi, bây giờ em nói Linh nghe, Linh ơi. Anh ơi, hôm nay em đến đây không phải là để xin tiền hay xin gạo. Đừng nói đòi đứa con nha má. Thấy rồi. Mà hôm nay em đến đây là để khuyên anh bỏ người vợ ấm trì. Bỏ bà đi. Bỏ đi. Trời ơi, đi. Nó cứ hiểu lầm là bà quánh tôi. Tôi làm gì có quánh không? Bây giờ nè, tôi tập võ cho bà. Bây giờ đó, bà đứng lên, bà chứng minh cho nè. Thấy đi. Đó, nó đó. Tôi nói cho chú nghe. Dạ. Cái câu chuyện mà của gia đình tôi thì sớm làng này ai cũng đồn là tôi là vũ phu với chồng, là tôi đánh chồng.
Rồi là Vũ gì ông? Người ta là Vũ đàn ông là Vũ, còn má là con nữ, Vũ, má là gái là Vũ Thê. Vũ Thê, Vũ Thê, Vũ nữ. Vũ nữ. Con trai là Vũ Hu, con gái là Vũ Nữ. Vũ Thê. Rồi đánh mà tôi có bây giờ tôi đánh chồng tôi đâu. Chồng tôi thương dữ lắm nè. Tôi nựng nè, thấy không? Ngày nào tôi ngon tôi nựng anh. Thôi rồi, bỏ. Giật giật. Thấy không? Nựng, thấy không? Nựng, nó nựng. Rõ ràng, thấy không? Thấy không? Rõ ràng nè, đánh nè. Nựng, ta nựng yếu mà làm gì mà. Nựng mà đôi khi nựng quá đó, rồi đồi núi đá rồi này nọ nó đập vô. Nựng mà cưng quá. Thương yêu nhau. Nè, 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 làm sao U2 cục hai bên như Nata nè. Mà anh chịu đựng được hay được? Không, chịu đựng được chứ. Đó là thú đau thương mà chứ. Nhưng mà nhiều khi ba thương tôi quá, ba hung không phải như người bình thường. Ba hung xong cái, ba lấy cái răng bà cắn vô. Xong ấy lên một cái vết bầm. Rồi đi ra đường, ai cũng nói bà đánh tôi. Đâu có, cái đó là người ta yêu quá. Chú, yêu quá chú này thấy vậy xíu chú. Chú hoài chú cứ suối ba con bỏ má con hoài, qua suối bỏ má hoài, bộ chú có ý đồ má con tính vớt má con hay sao vậy? Con nghi như chú rồi đó. Bậy bây giờ thằng Đạt nó nói tôi qua nói để ý nè. Suối bỏ vợ hoài. Bây giờ sao? Ý của bà làm sao? Tại sao cứ suối tôi bỏ vợ hoài vậy? Thì bây giờ tôi thấy anh bị đánh hoài tôi phải kêu bỏ chứ sao vậy? Tôi có cái bệnh. Cụ thể đâu? Tôi có cái bệnh lạ lắm. Tức là vợ khi vợ tôi âu yếm tôi hay la lắm. What the world? What the world? Mà sao ngày nào lúc nào tôi thấy anh la cho vậy? Lúc nào thấy anh la hết? Thì tại vì mà lúc nào cũng được vợ tôi âu yếm. Tôi hung ổng cả ngàn là ổng cứ đau quá bôi, đau quá bôi, đau quá bôi. Mà đó là đang hung. Sao? Chú sao vậy? Bây giờ tôi đi phá gia đình người ta rồi. Ân nhân, ân nhân ơi, ân nhân. Xong chưa? Ân nhân. Xong chưa? Mệt lắm. Ly dị chưa? Ly quá không gì ly dị. Tao nhờ mày cái chuyện nói chuyện mày làm xong hả? Nói giờ không? Cái nó, gì? Nó không lại. Gì vậy? Anh nhờ là nhờ cái gì anh Chính? Tao ba mày với anh hồi nào. Hả? Cái gì? Không chơi đi. Ủa ông nội mày đó hả? Ông nội con à. Trời ơi, bữa nay bữa nay đội mũ còn tưởng nó ông Chính không à. Mắt con bây giờ nó cũng mờ mờ rồi. Hai đứa vừa hay đi dị chưa? Trời cái gì vậy chú? Thì có chuyện chứ mày quánh nó suốt rồi mày thấy nó ốm nhom nhách rồi mày không đi dị mày để chi nữa. Do cái cơ địa người ổng cho tao con làm gì không ốm. Ba ơi chứ ngày xưa má có đánh ba không, tới giờ ba cũng đâu có mập. Thì đó đầu chưa tao bị cho nên giờ tao thấy tao sót cho mày. Không có gì đâu ba. Vợ chồng con yêu thương nhau lắm. Trời mà ơi, con yêu thương nhau. Đây nè, thằng này chưa có vợ nè. Dạ. Mà cũng ốm nhom nè. Thằng kia cũng có mập đâu. Vậy là mày không làm được gì hết à? Ông làm đi. Ông nội là ông nội sao? Ông nội chung chung bằng với chú Chung hả? Bằng cái gì? Ta thấy con vợ mày nó quánh mày hoài, ta thấy tội. Ta mới nhờ nó qua đây nó chúi ly dị. Mà nó có chúi được đâu. Ông nội đi đâu vậy? Ông nội đâu đâu được. Trời ơi trời. Không chú không được. Chú đừng có lôi kéo ba tôi vậy. Ông muốn đi nghỉ cứ cho ông nghỉ đi. Ừ. Ủa bên này nè ba, phòng ba bên này. Nhà mất bên này. Hồi lẫn lắm rồi ba. Thấy được. Thì ra là chú nghe lời ba tôi. Đi. Hả? Bạn khỏe hả bạn? Đây ân nhân, ân nhân. Bạn làm gì bạn? Bạn Đạt, con là học chung với trường với bạn Đạt. Bạn Đạt thì ở trong trường á bạo lực lắm, cứ gặp con là nó quánh con à. Tao bỏ gì bị vậy? Bạn bị gì? Trời ơi bầm hết trơn vậy đó hả? Trời ơi sao Đạt con quánh gì mà con quánh bạn dữ vậy Đạt? Cái thằng này nó to như con trâu á mà con mình làm sao quánh nó được? Má trong lớp là con thương bạn này nhất chứ không phải ghét bỏ gì hết. Má ai quánh con? Có học sinh nào ai mà mặt con giống như bạn không? Mặt mà hả già há bạn á là nổi tiếng trong trường là lưu quan có đào tạo luôn á. Con với bạn là đôi bạn cùng tiếng trong lớp võ thuật. Bà học võ thuật yêu lắm. Bà học yêu lắm, con dắt con học của má đó. Con ở nhà á mấy thế võ má chỉ cho con đó, con dắt bạn chỉ bạn quánh hoài mà bạn quánh không được. Chỉ bạn á, bạn nói xạo hết, xạo hết. Bạn xạo tài chưa? Mình thương bạn nhất là bạn tài. Mình chưa? Bạn tài. Để con nói, để con nói. Hôm qua đó tới cái tiết cái mỹ thuật à, cô giáo kêu vẽ hình mẹ của mỗi học trò. Bạn Đạt vẽ cái hình mặt con sư tử.
con thấy vậy con mới hỏi ủa sao bạn vẽ mà mặt con sư tử. Bà Đạt nói cái này là vẽ hình mẹ của bà Bạch Đạt. Cái gì? Trời dạ. Sao con vẽ mẹ vậy con? Nói vậy mày thôi. Dám vẽ mẹ mày là con sư tử hả? Dạ. Có ghi ở dưới là Hà Đông không? Dạ. Chết chồng ơi thật. Phải ghi là sư tử Hà Đông. Làm mới đúng không ba? Mới đúng. Trời hèn gì ghi... bài yếu. Ngoài đây. Ngoài đây. Trong nhà con tôi là sư tử Hà Đông. Truyền là như vậy mà không kêu tôi là sư tử Hà Đông hả? Ở nhà cái xóm lạc ai là tôi không? Tôi có bao giờ mà tôi đánh không? Tôi ăn hiếp ông không? Mà tại sao? Đúng rồi. Cái chiêu này. Bạn đã đánh con như chăng vậy luôn á. Bây giờ gia đình bạo lực thấy không? Không phải. Cái này là tôi chỉ vợ tôi. Khi người ta chống cự là phải làm như vậy. Bà quen thói thôi. Không có đâu chú. Chứ còn à, nói về sư tử Hà Đông á, ghi như vậy á là bà có giá. Bây giờ Hà Đông bây giờ nó thành thành phố rồi. Nó không còn một con sư tử nào. Bà là thuộc hàng quý hiếm. Vậy hả? Ôi chú ơi, anh bạn mày ghê lắm. Bây giờ gia đình anh bị bạo lực nè, thấy không? Dạ. Để nó vô trường đánh bạn nè. Bạn Tài, mình thương bạn nhất. Thương bạn. Cái gì? Đừng có đánh. Mình à, trong lớp bạn cứ học môn nào cũng yếu hết. Mình là mình giỏi môn võ thuật. Mình sợ bạn rớt môn đó, mình mới dắt bạn riêng ra để mình vượt võ thuật. Thôi bây giờ bạn. Tôi nói chú Trung nghe này nè. Cái lỗi của con tôi mà đánh Tài á là tôi sẽ về tôi răn dạy nó. Bởi vì á cũng không tránh khỏi những cái xô xát ở trong trường. Nhưng mà mình nói cho nhau nghe là được rồi. Còn cái chuyện của chú á, đừng có nghe lời cha của tôi. Thôi giờ để tôi vô tôi giải quyết nè. Giờ chuyện nhà ai thì người đấy đi. Không đi, không đi. Ông á, cái tật à. Tôi á là tôi nhịn ông á. Cái khách khứa vô là ông nói quá trời quá đất. Ông cho vợ ông nói gì hết trơn à. Giờ chuyện của gia đình tôi á, gia đình tôi sống nào là chuyện của tôi. À, ổng là ổng chịu đựng được tôi là chuyện của ổng. Còn cái chuyện của anh á là anh đi ra khỏi nhà tôi nha. Chứ anh đừng có vô đây anh kiếm chuyện cho vợ chồng tôi ly dị như vậy nè. Không có được không hay chưa? Con nghĩ chú về đi. Cái nhà này á là kỳ cục lắm. Bạn Đạt này đánh con á là nói là cái này á là cái thuyết sư tử vồ mồi mà bạn Đạt á học từ mẹ của bạn Đạt, đánh ba của bạn Đạt mỗi ngày đó. Vậy là đừng... bây giờ bỏ tay đúng không? Bây giờ bỏ tay giờ đúng không? Bỏ tay đúng không? Bây giờ mà nó có tiếp khách nữa. Giờ má dạy võ cho cả nhà nha. Dạy võ nè. Thôi tôi. Học võ gì vậy? Học võ gì lắm. Đánh đi. Kiếm tía con chi vậy? Trời ơi, có mày đây ông già tía mày đâu? Trời ơi, tao ra đây tao kiếm ông tao măng vốn chứ chi? Tía con ra sống trên rồi. Sống trên hả? Măng vốn mày cũng được. Trời ơi, vụ gì nữa măng vốn con? Con vợ mày, trời ơi, hết sức nói rồi con ơi. Sáng nay ông già tía mày sai nó qua bên bển mượn tao cái bao về đựng lúa đúng không? Dạ đúng. Qua bên nhà, tao nói là bây giờ ra sao bếp đi, có một đống bao đó, lựa một cái đem về cho ông già tía mày. Nỡ lòng nào, trời đất ơi, tao lo ba cái cây mai ở trước nhà. Nó sân xà, sân xác, nó vô, nó quất nguyên cái bao mà lúa giống của tao đó. Nó trút vô cái đống trấu, rồi nó xách cái bao về. Rồi bây giờ, lúa giống của tao với trấu nó trộn lẫn tùm lum ở trơn. Trời ơi, chết cha tao rồi, mày thấy chưa? Chúc mừng chú Tư. Trời ơi, vợ con nó tệ vậy á, hình như sân xác cũng quen rồi. Trời đất ơi, chuyện như vậy mà mày còn chúc mừng tao được nó hả Đậu? Trời ơi, tao lại vợ chồng mày luôn Đậu ơi. Đen ơi, chết rồi Đen ơi. Đen ơi. Bé hai con nói gì? Đen chết rồi hả? Chết con Đen rồi. Con Đen chết rồi. Con chết rồi hả? Vợ tôi sao? Vợ tôi sao bị chết vậy? Chết hả? Nó bị gì? Tâm bảy. Ủa gì gì? Con Đen nó chết hồi nào? Ủa chị mới nói Đen chết. Sao con mới nói hả? Con nói chết, đây là con chết. Mày sống nhăng đăng gì chết gì mày? Giỡn hoài. Sắp chết rồi. Mà vụ gì sắp chết? Cái vụ gì? Con mà không tìm ra được con Đen á là con bị chồng con quánh chết. Gì kỳ vậy? Bây giờ con Đen ở đâu rồi anh Đậu? Đi chưa về. Trời ơi chết rồi. Mà cái vụ gì mới được nói cho nghe coi. Anh Đậu hả? Anh nghĩ coi tôi có cái gì lạ không anh Đậu? Ê sao bộ đồ này giống đồ của con Đen vợ tôi vậy? Thì đó,
trời ơi, anh nghĩ coi, chú nghĩ coi. Sớm ơi, tụi con mận ngoài ruộng á, cây sông nắng nóng quá, mấy chị em mới rủ nhau xuống dưới ao tắm. Bà lột đồ ra bà tắm, xong xuôi rồi bà nhảy lên bờ. Sớm sơ, sớm sáng làm sao, đồ bà mặc. Bà túm bộ đồ của con bà mặc vậy á. Thôi chồng con về mà chú biết tính chồng con rồi, nó ghen bà hú luôn chú ơi. Nó thấy con sớm đi mặc một bộ, chiều về mặc một bộ, còn chỗ rách chỗ giá vậy nữa. Nó quýnh má con nhận con ra luôn, chết con rồi. Chị ba, chị bình tĩnh lại, chị đừng buồn. Không ấy chị vô chị lột đồ ra, chị trả rồi vợ tôi này chị về đi. Tôi nói lột đồ trả đi rồi tôi kiếm bộ đồ khác đem về. Bây giờ tôi mà không tìm gan đen trước khi chồng tôi về là tôi chết. Ê, chết cha mày rồi, chết cha mày rồi. Cha con sao chết nữa? Chết cha mày là chắc rồi. Hồi nãy tao còn cái vụ này nữa. Nó ghé ngang qua ông già tía mày kêu nó đi mua rượu đúng chưa? Nó qua quán bà Tư Ú, rồi cái mua rượu. Bà Tư Ú chưa kịp lấy chai rượu, người ta gây lộn ở ngoài. Cái nó sơn xà sơn sát nó nhào ra nó coi. Sẵn tay nó quơ mẹ nó cái chai nước tương rồi. Giờ nó đem về đây nè, ông già tía mày đâu? Trời đất ơi, kêu ông coi là coi ông có uống không, lỡ mà ông uống cái này là đi xúc ruột chết cha luôn á con ơi. Con đi ra đầu xuống sân rồi. Bây giờ đi kiếm nó đi. Đi tìm bà đen đi. Đi tìm nó cho chắc ăn coi. Trời ơi, trời vợ tao sợ vợ mày quá, tệ quá. Trời ơi, đất ơi này đi. Đen ơi đen, mày đâu rồi mày trả tao bộ đồ đi đen. Đen ơi, con làm ơn trả cái bao lại cho chú con ơi. Mấy người đừng nghĩ tôi hiền, là mấy người muốn nói gì nói nghe. Đồ của bà tôi bận chi? Tôi định một tấm ao xong rồi tôi mặc đồ cái cứ tôi mà rồi cái chết cha rồi. Chết cha rồi, không lẽ tôi mặc lộn hay sao trời. Chị ơi, một chút của tôi sắm xong rồi tôi đem tôi trả cho chị nghe. Trời ơi, sao mình mặn lộn đồ của người ta vậy ta? Mình đi vô tắm trả đồ cho người ta chứ. Để đây đi. Đen à? Đen. Mày đâu rồi Đen? Lớp tía con đang ở đâu? Mày, trời ơi. Mày trong giờ tắm rồi sao đâu mày hỏi tao? Trời ơi, tía chân gian nha. Dạ, con tắm mà tía rình nha. Cái gì? Cái gì? Tao rình ở đâu? Tía không rình sao con biết chứ, tía biết con trong nhà tắm. Thì bà ơi, bà nói chuyện ở trong giờ tắm thì bà ở trong giờ tắm chứ tao rình ở đâu mày? Tao bậy tao bạ, tao trộm sống người ta nghe tao cười chết à. Chết cha rồi tía ơi. Lẹ rồi, ra tao biểu đi. Con quên lấy cái khăn rồi, là tía lấy giùm tôi đi. Lần nào tắm cũng quên cái khăn hết trơn cái trời á. Mày mốt mà tắm á, tao động lấy khăn mày sai tao hoài à. Rồi mày mốt mà tao không có nhà rồi sao? Nhờ có chút xíu không cần nha. Không có tía trong nhà thì tôi nhờ thằng Đậu. Không có thằng Đậu nhà sao? Thì không có thằng Đậu nhà, tôi đứng luôn trong nhà tắm. Tôi không có nấu cơm mà coi thử đứa nào đói cho biết à. Trời ơi, nói tao đứa nào rồi luôn hả? Cái khăn nè. Cậu đâu có thấy đâu. Đi nè bà, thấy chưa? Đưa cao lên đi. Trời ơi, khổ tao hết sức nói. Đó. Trời ơi, có cái khăn xong mà cũng cằn nhằn nữa, nhỏ mọn gì đâu. Tao nhắm mắt lại sao thấy? Nè ra biểu ơi. Bực gì đâu. Tôi nó nói bởi vậy á. Cái khăn không mà cằn nhằn chứ tôi tắm không có bình yên gì hết. Nước không bà ơi. Đâu biết đâu. Đậu đâu rồi? Con đâu biết. Sao biết? Chồng mày mày không biết. Hình như nó nhậu rồi quán rồi kìa. Sao tao thấy cả tháng nay nó nhậu hoài mày không khuyên bảo nó gì hết vậy? Tí nói làm sao vậy? Nó đi nhậu thì để nó đi nhậu chứ sao con khuyên được. Mày nói vậy nghe sao được Đen. Vợ chồng mà phải dạy nhau chứ. Trời ơi tía ơi, nó là con của tía chứ đâu phải nó là con của con đâu. Tía biểu con dạy làm sao con dạy được nó tía. Mày nói vậy không là trộm sớm nghe tao cười chết. Rồi mày có thấy nó nhậu rồi mày không sao mày không kêu nó về? Con có ghé vô con kêu nó về mà nó không về. Sao nó không về? Thì nó nói nó mắc nhậu nó không về chứ làm sao. Rồi vậy là mày về hả? Đâu có đâu. Chứ sao? Con vô con làm hết một ly con chào bạn rồi con mới về. Trời đất ơi trời. Con nhỏ này làm tôi tức chết luôn kìa. Thằng Đậu á, nó là con của tía. Chứ đâu phải con của con đâu mà tía biểu con vậy. Chừng nào á, nó là con của con đi. Tía nói một tiếng con dạy nó liền. Trời ơi trời. Tôi nói hết nổi rồi, tôi chịu hết nổi nó rồi. Mày nói vậy không sợ trộm sớm ta cười thúi đầu hay sao? Người ta cười tía thì có. Tía nói bậy rồi. Con á, là vợ của thằng Đậu. Thì là dâu của tía. Chứ đâu phải là con của tía đâu. Vậy
Dạ đúng. Thiệt là hết biết dâu giới à, còn nó làm tôi tức chết. Khờ gì đâu mà hết biết. Biết rồi sánh riêng ai cũng cười chê, làm cho tôi mắc cỡ quá à. Tía ơi tía đừng có mắc cỡ mà chi, sau này đâu có ai nói con ngu. Mà họ chỉ đồn là con rất tệ, nên họ nói con tệ hơn vợ đậu thôi. Trời vợ tệ còn buồn hơn là cụ giới khờ. Mày còn đứng đó đôi co với tao, nói chuyện cho vui chứ gây với tía làm gì. Bộ tía là đàn bà hay sao? Mày nói gì vậy đen? Chứ không phải sao, là đàn bà thì mới gây lộn với nhau, còn tía thì là đàn ông, tía đâu có gây lại con đâu. Trời, người ta nhìn cho tưởng con ăn hiếp tía nữa. Trời ơi, tôi chịu hết nổi, tôi tức quá. Tôi tức con này quá. Ơi, chịu hết nổi rồi. Tía ơi, thôi đâu mà tức người dân. Tía ơi, tía đi đâu vậy? Đậu, Đậu, mày xỉn hả Đậu? Mà không cho tôi được. Đậu, mày xỉn hả Đậu? Mày ngồi xuống đây đi Đậu. Giờ mà con vợ của Đậu, bộ mày xỉn hả Đậu? Sao tao hỏi hoài mày không trả lời Đậu? Ôn ơi chút xíu, xỉn vậy. Ê mà mày nói hả Đậu? Mày đợi tao một chút đi, đợi một chút nha. Trời ơi, không biết uống thì mày nói tao kêu ra tao uống cho. Tự nhiên mày uống chi cho cố rồi mày xỉn vậy? Sao tôi con vợ xấu hổ quá vậy trời? Trời ơi, con vợ thế ông ơi, chồng xỉn là... Uống thì mày kêu tao ra uống phụ đó, cho. Sai là có gì? Trời đất quỷ thần ơi, sao mày lấy cái tô cho tao ôi? Làm mà chuyện gì coi cũng không xong, khiến cho tao xấu hổ vô cùng. Ai biểu mày xấu hổ làm chi? Tao tệ ra sao mà mày cứ la tao? Kiếm chuyện tối ngày mày còn tệ hơn tao. Không dám tệ đâu nha, tao khôn hơn mày nhiều à nha. Trời ơi, vậy mày nếu mày nói mày khôn hơn tao, vậy mày tao với mày chơi đố nhau đi. Đố gì? Thì mày ra đây đi, tao đố cho mày nghe nè. Đố đi. Mày khôn hơn tao, mày đố tao nghe coi. Mày đố gì? Tao đố mày nghe. Có một con trâu đi qua bờ ruộng, rồi có một con trâu đi về lại cánh đồng, rồi có một con trâu từ cánh đồng đi về bờ ruộng, rồi có một con trâu từ bờ ruộng đi qua cánh đồng, là bao nhiêu con trâu? Anh quay lại hoài vậy. Thì mày cứ nói là bao nhiêu con một trâu đây? Một con trâu qua cánh đồng, rồi một con trâu từ cánh đồng qua bờ ruộng, rồi có một con trâu từ bờ ruộng qua cánh đồng, rồi có một con trâu từ cánh đồng qua bờ ruộng. Dễ quá. Dễ thì mày nói đi, mấy con trâu? Ê, thì đi qua lại có bốn con, đúng không? Bốn con. Vậy mà mày cũng nói mày biết, chỉ có một con thôi. Sao một con mày? Thì một con thôi, từ một con nó từ bờ ruộng nó qua cánh đồng, rồi từ cánh đồng nó về bờ ruộng, từ bờ ruộng nó qua cánh đồng, từ cánh đồng nó về bờ ruộng, có một con rồi. Thế vậy mà mày cũng nói. Vậy mà mày cũng đấu được, mày hay quá. Mày thấy tao thông minh không? Mày nói mày khôn hả? Mày ngu hơn tao rồi mày nói mày khôn. Mày ngu hơn tao thì có thôi, tao nói chuyện với mày tao mệt quá. Tao đi chợ mày. Đi chợ hả? Đi chợ mua gì về bữa nay nấu cơm cho tía cho tôi ăn đó nha. Trời ơi, con vợ khôn quá. Ủa Đậu ơi, Đậu, cái quần của tao mày thấy đâu không Đậu? Cái quần gì? Cái quần của tao á, mày tao để đây mày mày thấy đâu không? Cái quần của mày để đâu sao mày hỏi tao? Tệ gì mà tệ quá trời à. Mệt quá, cho hỏi chút xíu cũng có đây rồi nè. Mệt ghê. Cái gì hỏi nó cũng không biết, mày làm chồng tao làm gì á Đậu? Trời. Đen. Cái gì? Mày đi chợ hả? Đúng rồi. Mày mặc cái quần. Quần cho cái gì mày? Không phải, ý là tao nói cái quần. Ê, cái quần. Mày đừng hỏi tao cái này cái gì, tao không nói mày. Không phải,
Tao nói cái gì trắng trắng ngay cái quần mày kìa. Trời ơi, cái miếng giá mà mày mượn mày không thấy hả? Trời ơi, sáng tao qua bờ ruộng, tao nhảy qua cái ao nó làm cái tẹt một cái. Xong tao về nó rất nhiều vậy nè mày. Xong tao tìm không có gì hết. Xong tao thấy một cái miếng dán này nó bự quá. Cái tao xé ra thêm cho nó bằng cái miếng dán này cho tao mới đắp vô. Trời ơi, làm sao nó dính vậy? Mày ngu quá đậu. Mày đón đi, tao lấy cơm nguội tao dán vô đó mày. Hả? Mày thấy tay không? Trời ơi, bà giá quần bằng cơm nguội. Trời ơi, thôi, tao lại mày, mày làm ơn mày vô trong đó mày tha cái quần ra. Mày bận cái quần ra rầy mà mày ra chợ lá tao quỳ tao lại từng người luôn đó. Đi vô. Nè, ông có đi chợ đi búa gì hết trơn ở trời á. Đi vô nấu nước sôi, bắt con vịt, nhúng nước, làm thịt cho tí con ta. Mày ngu nữa rồi đậu. Gì? Người ta nói là lấy con vịt nhúng nước sôi chứ ai nói lấy nước sôi nhúng con vịt mày. Mày đừng có nghĩ mày lớn hơn tao là mày ngon không mày. Mày đừng có ăn hiếp tao hoài cơ mày. Mày với ba mày á lúc nào cũng hiếp tao hết á. Cha mày tới con mày tới cha tao nói cái nhà này tao chán lắm rồi. Mày đi đâu nha mày? Đi chợ. Trời ơi trời. Tôi nói bắt nước sôi nhúng con vịt nó không chịu. Nó nói bắt con vịt nhúng nước sôi. Nó bắt bẻ tôi đủ thứ hết trơn trời á. Mày, mày kêu nó là làm vịt hả? Kêu vô bắt vịt rằng làm gì cho con với tía nhậu. Vịt nào? Vịt xiêm. Thôi khỏi luôn. Ủa? Sao vậy tía? Bả đó, bả đem con vịt xiêm bự đó. Bả đổi thành hai vịt con rồi. Hả? Trời ơi, con vịt xiêm 2kg mấy mà nó đổi ra có hai con vịt con nhỏ xíu à. Ừ. Trời ơi trời, sao con vợ tôi nó ngu quá vậy nè trời ơi. Ê, hai đứa mày ngu thì có. Đấy. Xin lỗi tía, con không có nói tía. Nè, hai đứa tí đậu lại đây. Con nói nghe nè. Nhà mình có một con vịt xiêm đúng không? Ừ. Thì con đổi ra thành hai con vịt. Ừ. Là mình lời một con rồi. Đúng không? Mà hai con vịt này con đổi ra là nó thành hai con vịt mái. À. Đó, thì hai con vịt mái nó đẻ ra 200 quả trứng. Rồi 200 quả trứng nó mới đẻ ra 200 con vịt. Đó, có phải mình lời không? Mà chừng nào nó mới đẻ ra 200 con vịt? Con không biết. Rồi mày đổi hai con vịt đâu? Đây, còn cái chuyện này còn vui hơn nữa. Chuyện gì vậy? Mày chờ, vui lắm, vui hơn. Tao đâu có biết. Tía làm gì vậy? Gì vậy tía? Đây, đó, vui không? Thấy vui không? Hai con gì vậy tía? Hai con vịt. Hả? Ở mày thấy dễ thương không? Đó. Hai con vịt. Ủa tía ơi. Ừ. Sao có đầu có trọc lóc vậy? Bà đó. Bà nhổ quá. Mày nhổ đầu đó hả? Thì mày kiểu tao thì là làm con vịt cho mày ăn. Thì bây giờ tao phải nhổ lông chứ làm sao? Mày nhổ làm sao? Thì tao nắm cái đầu đó tao nhổ. Nè, nói với tí thì đậu nghe nè. Ngồi xuống này đi. Cái bài vịt này vui lắm nè. Sao? Đó thấy không? Tí coi nè. Con nhổ cái bực. Cái bà kêu chíp. Con nhổ cái bực, ở kia chiếc. Bà không có phát cỡ gì hết trơn á. Ây da. Trời ơi, sao mày nhổ cái đầu tao mày? Mày đau không? Đau sao không đau mày? Trời ơi, mày đau vậy mày, con vịt nhỏ xíu vậy mày nở lòng nào mày đè nó xuống mày nhổ. Cái đầu nó không còn cộng lông nữa trơn trời vậy. Mày cũng ngu nữa. Mày ăn hiếp tao vừa thôi, mày kêu tao nấu con vịt, vịt làm con vịt mà giờ tao làm xong rồi không nhổ lông để cho mày ăn, mày nuốt vô cho mày chết à. Bà ơi bà, người ta làm vịt người ta cắt cổ xong người ta trụng nước sôi người ta mới nhổ lông. Trời ơi là trời, tôi nói tôi chán cái nhà này lắm rồi, tôi chán hai cho con mấy người lắm rồi, hết cha tới con à. Mệt quá. Mày bưng cái này vô trong với tao. Tí tự bưng ơi. Rồi thấy không, bà là chủ gia đình này, khổ hết sức nói. Trời ơi trời, cho tôi có con vợ tệ dữ gì trời. Tí ơi. Gì? Tía dạy con sao, con dạy vợ con lại coi tía. Sao mà nó khờ, nó ngu quá gì tía. Con xấu hổ với bà con cô bác lối xóm này quá à tía ơi. Tao xấu hổ hơn mày nữa. Ở nhà hoài nhức đầu lắm. Nè, ai nói nấu cơm xong rồi nè, ăn đi. Có cơm rồi. Trời ơi, bà nấu làm cơm rồi. Làm như tôi con ở không bằng vậy đó. Nè nè. Nay nấu gì, món gì đen? Con nấu súp. Hả? Chưa mày. Mày chê con vợ mày hoài à. Lâu lắm rồi tía không có thèm gì hết trơn, thèm súp thôi à. Thèm lắm. Mình nấu súp gì? Nấu à? Tốt ghê không? Nấu súp gì? Cà rốt nè, khoai tây nè, củ dền nè. Đun súp luôn. Ủa, tao nhớ sáng giờ mày chưa có đi chợ mà. Thì sao mày mua giò heo mà mày nấu súp được vậy? Tao đâu có nấu giò heo.
chứ mày nấu súp với gì? Tao nấu cá sạc cho mày. Trời ơi, súp mà nó nấu với cá sạc. Chết rồi, cá sạc đâu có nấu. Thì hồi sáng tao đi qua nhà bé Hai, tao thấy nó phơi dưới đất nhiều lắm luôn á. Tao tính xin về cho mày ăn con để mày nhậu, nhưng mà tao thấy mày nhậu hoài, mày xỉn hoài, tao sợ mày bệnh nên tao đẩy đỡ ra, tao làm cái súp ra mày hửi đẩy đỡ cho tao. Trời ơi, đôi lắm, đẩy đỡ đi, đem vô dẹp đi, dẹp đi. Tao chịu hết nổi rồi, tao chịu gia đình này hết nổi rồi, tao đi. Trời ơi, tôi nói tôi mệt cha con mấy người lắm rồi nha. Tôi đâu phải con mở ba đầu sáu tay đâu, bắt tôi nấu xong rồi con măng. Vừa phải thôi. Tía đi đâu vậy tía? Tía. Trời ơi là trời đen ơi, mày làm tao xấu hổ với bà con lối xóm, mày làm tao xấu hổ với tía tao. Chắc kỳ này tao chết quá đen ơi là đen. Đậu ơi đậu, mày đừng có chết đậu. Mày chết rồi không lẽ tao đi lấy chồng khác sao đậu? Trời ơi, không có thằng nào ngu như thằng này đâu. Trời ơi, tao mà không lấy mày, của ma xuống đây lấy mày. Đen ơi là đen. Không phải đâu, ở đây á, ai cũng nói là người ta ngu, tao ngu á, chứ đâu có ai nói mày ngu đâu. Ai cũng nói mày đẹp trai hết mà. Bởi vì tao cũng thấy vậy nữa. Đen ơi là đen, mày có biết là tao thương mày nhiều lắm không đen? Tao biết mà. Mày biết tại sao mà mày làm cho tao xấu hổ, tao khổ hoài vậy đen? Đâu có đâu. Hồi đó đậu nói là đậu đen, đậu lấy đen là đậu vui lắm mà. Sao bây giờ đậu khổ? Phải, nhưng bây giờ thì hết vui rồi. Đen ơi, những ngày xa xưa đó thì giờ thì đành phôi pha. Giống như người ta từ ngày về bên đây, đen rất chăm ngoan, dung dẹp lo trong ngoài, dùng đồng bao la nắng. Giờ đây tao phải cưới nhầm con đen, nó tệ ơi là tệ, nó làm cho tao xấu hổ như bà con lối xóm vô cùng. Trời ơi, sao mày nói tao vậy đậu? Mày biết không, tao nghe bà con người ta nói, vợ thằng đậu nó nổi danh tệ nhất trong vùng. Tao tưởng đâu mày khù khờ vậy, mày nhỏ dại, chừng mày lớn lên rồi thì mày sẽ khôn ra. Ai có dè đâu cưới mày về được 3-4 năm nay, mà càng lúc mà tao thấy mày, trời ơi nó tệ ơi là tệ. Tao thấy cuộc đời này có nghĩa gì đâu, khi bước ra đường là người ta chê trách. Mày nhìn tao gì? Mày trả lời tao nghe đi. Từ lâu nghe lời xóm thôn chê cười, mà tao có về đâu mấy lời nói chơi cợt đùa, làm cho lòng tao thêm khổ tim vì mày thôi. Mày hứa từ nay sẽ không để ai
để khi ra đường tao không dám nhìn mặt ai. Đậu, nghe đang nói nè. Đậu ơi, đậu đừng có lo, đen ứa từ nay đen sẽ thay đổi. Đen sẽ làm cho đậu hãnh diện với sáng ra đồng, đen hỏng có mê chơi nữa. Khi về đến nhà, đen sẽ dọn dẹp trước sau. Đen cũng đâu có muốn đậu giận đen đâu, mà cái tấm của đen á, xưa rồi vẫn vậy mà. Đậu, đậu ơi, thôi đậu đừng có nên giận lấy. Đậu nhậu hoài rồi sẽ bệnh. Đen ơi, cái gì đậu? Nó tới nói lui rồi, chắc là hai đứa mình phải xa nhau một thời gian quá đen ơi. Ủa, xa nhau là đậu vui hả đậu? Xa nhau để hai đứa mình không còn buồn, không còn giận nữa. Vậy có nghĩa là đen phải hy sinh xa đậu là đậu sẽ vui đúng không? Đen ơi đen. Vậy? Nếu như đậu xa đen. Đen có buồn không đen? Không. Đen ơi đen, nếu đậu xa đen, đen có nhớ đậu không đen? Không. Đen ơi đen, sao đen vô tình quá vậy đen? Đâu có. Trời đất quỷ thần đất kỳ ơi, tôi nói gì nó cũng không chứ nó không đâu có. Trời vậy nó ngu quá trời ơi tôi có con vợ ngu quá trời vậy quá đất vậy đây. Trời ơi, nói gì nó cũng nói, nó không biết nói gì, nó cũng không không hiểu là sao, gì không có lại gì. Thì bây giờ nếu mà đậu làm cho đậu vui á thì đang đi thôi. Đen. Dạ. Mày đi đâu vậy Đen? Thằng đậu nó kêu con đi để cho nó mới vui. Đậu. Dạ. Sao mày đuổi nó vậy mày? Nó lẩy nó đi à. Mà mày định đi đâu vậy? Thì con đi qua nhà bạn con chơi xong rồi tối con về. Vậy mà tôi tưởng nó đi luôn. Nói nghe nè, vợ chồng đó là phải hạnh phúc với nhau, vui vẻ với nhau, nghe không? Thôi vô dọn cơm cho tí ăn, con đói quá, 5 phút nữa tí xỉu rồi. Không à, con ăn nồi súp nó nấu rồi nha. Phải không ăn kệ mày. Lấy ăn nước mắm cũng được nữa. Bây giờ cái gia đình mà sum họp vui vẻ vậy là ăn cái gì cũng ngon hết á. Nghe tí nói không? Đó, đậu nghe tí nói không? Ừ. Đó, vợ chồng là phải dễ thương với nhau, phải nhường nhịn lẫn nhau. Đậu, kỳ ra về sau đen không có làm cho đậu buồn nữa đâu. À, đậu nói cái gì đen nghe cái đó. Nó nói tôi nổi gì gà hết trơn rồi. Đậu đừng giận đen nổi. Hứa rồi nha. Biết rồi. Đừng làm tôi xấu hổ với bà con lối xóm nữa nha. Biết rồi. Đừng hứa. Đừng để cho người ta nói tệ hơn vợ hơn đậu nha. Cái đó là người ta muốn nói sao người ta nói, tao đâu có tệ đâu trong mắt đậu. Nói quá mà đâu có tâm sự hoài. Đi vô dọn cơm cho tía tôi ăn đi. Dạ em biết rồi. Ừ. À cha chết rồi tía ơi. Gì vậy? Vậy? Con quên nấu cơm rồi. Trời. Bữa nay ông trưởng làng á, ông tuyển chồng cho con gái của ổng. Hả? Chạy đi! Đừng lại! Nè! Mọi người làm cái gì vậy? Hả? Tại sao mà cứ đến cái ngày mà con gái ta tuyển chồng là mọi người bỏ đi hết vậy? Trong khi đứa con gái yêu quý của ta mới vừa tròn 18 tuổi. Cái gì? Vậy? À, thì 28 tuổi. 38! À, rồi 38! Được sự chấp nhận của già làng. Mà già làng trong buôn làng này là ai? Là ông.
Đúng rồi, là ta. Nên hôm nay ta có mặt ở đây để kiếm cho nó một tấm chồng đem về ở chung với nhau. Con ông xấu ơi là xấu, nghĩ sao mà người ta dám cưới vậy? Nè nè nè, nói cho mấy người biết nha, bơ lan của ta ngày hôm nay không còn là bơ lan của ngày xưa nữa. Không tin. Vậy thì xem đây. Tôi xin kể ra nơi đây chuyện một người thiếu nữ đẹp, đẹp như đóa hoa lan rừng, hương sắc ôi mặn nồng. Nàng mang tên là Lá Lan, Lá Lan người xứ Cô Mạn, chưa yêu đương chưa đau thương chưa biết yêu là gì. Thôi ơi, bây giờ nè tôi xung phong là mẹ chồng của con Bơ Lan. Bôi nữa, bôi nữa. Được hết, được hết. Nghe gì chưa con? Dạ. Ai đây? Tôi chính là Bơ Lan. Ủa còn cái cô kia là ai? Đây hả? Đây cũng là bơ nữa, mà là bơ dầm. Là sao? Là dầm bơ cho bé Lan ăn á. Trời ơi, cưng dễ sợ à. Xin giới thiệu với mọi người, đó với Bơ Lan, đây chính là vú nuôi. Còn trong cái tiết mục này, cô ấy chính là người dẫn chuyện. Thôi vô dầm bơ tiếp đi chị. À, để chị vô dầm bơ cho em ăn nha. Cưng dễ sợ à. Trời ơi. Cha. Sao con? Sao lễ kén chồng cho con toàn là bánh bèo không vậy? Không có đàn ông, con không thích ăn bánh bèo. Còn bà đâu? Con tôi đi chăn voi rồi. Con bà? À, con tôi làm con voi cho con bà chăn rồi. Gì? Không. Con tôi đi chăn voi với con bà rồi. Con bà? Con tôi đi chăn con hai bà rồi. Được rồi, nếu đã như vậy ta phạt mỗi nhà 100 thúng bắp, 2 con trâu đực và 8 con lợn con. Ê! Alo. Con hả? Tới liền, bị phạt. Có phạt. Trời ơi, tôi đang mơ hay là tôi đang tỉnh? Tôi đang tỉnh. Cha ơi, lời hay quá. Nói có một câu thôi mà trai tràn bờ đê, trai khắp một miền quê, thấy mà phê. Miệng con vui là cha vui rồi. Dạ. Nào, các tráng sĩ, như mỗi năm con gái của ta sẽ ra một câu đố, và ai trả lời được câu đố đó sẽ chính thức làm chồng của ta. Dạ. À, của con ta. Đố gì mà năm nào cũng đố hoài trơn trậu vậy? Thì mỗi năm Bơ Lan ra một câu đố, mà chắc có lẽ năm trước câu đố khó quá cho nên chưa có ai trả lời được. Bé, năm trước bé đố cái gì mà mất tiêu rồi? Năm Bơ Lan 18 tuổi. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Thôi, câu đố có nội dung như sau: 1 cộng 2 cộng 3 bằng mấy? Trời đất ơi, câu đố dễ dàng vậy cũng đố sỉ nhục trí tuệ người nghe không? Mày ngu hả? Trời ơi, mày mà trả lời được á, mày làm chồng nó đó. Nè, mà mày thử mày trả lời sai đi, tao bắn mày chết. Chàng ơi, chàng biết hả chàng, bằng mấy vậy chàng? Thà chết chứ không chịu làm chồng Bơ Lan. Là sao? 1 cộng 2 cộng 3 bằng mấy? Bằng 4. Sai, chết đi. Hốt. Vậy đó, cha tôi bắn hụt suốt 10 năm và tôi vẫn chưa có chồng. Mãi cho đến năm 38 tuổi là năm nay khỏi quay. Năm nay Bơ Lan quyết định ra một câu đố khó hơn. Câu đố có nội dung như sau: có một người con gái rất là xinh đẹp tên là Bơ Lan. Và một ngày nọ, Bơ Lan đi tung tăng trong rừng, bỗng nhiên ô kìa, Bơ Lan bắt gặp một cô gái xinh đẹp cũng tên là Bơ Lan. Câu hỏi có nội dung như sau: có tất cả có bao nhiêu cô gái xinh đẹp tên Bơ Lan? À quýnh à nha. Trả lời đi. Hả? Bằng mấy? À, 1 Bơ Lan cộng 1 Bơ Lan. Bằng 2, nói đi trời ơi, tôi năng nỉ. Bằng 3 Bơ Lan. Chết đi. Hết.
Kẹt rồi con ơi. Ủa chữ bắn rồi ơi kẹt trời. Chàng sao thôi được rồi. Bằng mấy? 5, 10, 15, 20. Bằng mấy? Tự nhiên không thấy đường, không thấy đường. Mù gì ngang xuôi vậy bà nội? Vậy số này là số mấy? Chắc chắn là số 2. Con ơi, chúc mừng chàng. Cuối cùng con gái của ta cũng đã có con rồi. Yeah, con chồng rồi. Lo cho chồng con kể cha. Dạ vậy đi. Chàng ơi. Chuyện gì? Chàng đã trúng số độc đắc rồi. Giải thưởng là gì vậy? Em nè. Chịp lấy em đi. Bớt giùm. Nè, cái câu đó của cô á, con nít 3 tuổi còn biết nữa. Người dân trong làng này á không muốn trả lời đúng á, tại vì cô xấu quá nên không muốn lấy cô thôi. Mẹ. Cha ơi. Cha đây. Mọi người nói con xấu kìa cha. Không, con xấu thiệt. À, nhưng mà con ơi, đây không phải là lỗi của cha. Chứ lỗi của ai? Mà là của má con. Là sao? Nhìn đi. Giờ con đã hiểu vì sao má chết mà cha không để hình thờ. Em buồn quá chị Thiên Nga ơi. Chị gì chị đang dầm bơ cho em ăn nè. Dạ nhưng mà con dầm bơ dầm hoài à. Dạ không ăn bơ ăn gì. Chị nói cho em biết đi. Ờ. Em có xấu không chị? Tổng xấu ai xấu? Hả? Tổng xấu ai xấu? Tổng xấu ai xấu? Vậy mới giống tấm cám chuyện Quỳnh Lập kể, đúng không anh Lập? Bà không những xấu mà bà còn ác nữa. Bà xấu quá mà, bà ác quá mà. Bà xấu quá mà, bu ra, bu ra. Bà xấu quá mà, bà ác quá mà. Bu ra, bu ra. Bà xấu quá mà, bà ác quá mà. Bà xấu quá. Nhỏ này pha năm thư chắc luôn. Chị nói cho em biết đi. Em có xấu không chị? Em có xấu không? Em như thế nào? Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào ngày từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhau, thương thâu đêm giấc mộng xanh sao. Anh có bề nào ai đón đưa em? Cha, cha ơi con khổ quá. Xấu đâu phải là cái tội, đúng không? Chị đây. Chị ơi, xấu đâu phải là cái tội, đúng không chị? Ờ, đúng rồi. Sinh ra trên đời, đâu ai muốn mình xấu, đúng không chị? Đúng rồi em à. Vì sao mọi người lại ruồng bỏ em? Mọi người xa lánh em. Không ai cho em tình yêu. Em có làm gì đến tội đâu chị? Em quyết định rồi, em sẽ rời bỏ cái nơi này để ra đi. Em đi đâu? Em chưa biết nữa. Trời. Nhưng mà em nghe người ta nói cứ xách ba lô lên và đi. Cứ đi rồi sẽ tới. Tới đâu? Chưa biết luôn. Trời ơi, em làm chị, chị hồi hộp quá. Chị rất tốt với em biết. Chị ở lại mạnh giỏi nha. Em đi đây. Bố Lan, bố Lan. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sâu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Mưa
rừng ơi mưa rừng, giọt mưa nhớ ai mà mưa rơi hoài không hết. Có ai đâu mà nhớ. Ôi, ai vậy? Cứu tôi. Ai, là ai vậy? Cứu tôi với. Trời ơi. Trai đẹp. Chàng ơi, dậy đi chàng. Chàng là ai vậy chàng? Tôi. Chàng là ai vậy? Chàng tên gì vậy chàng? Tôi không nhớ. Không lẽ chàng đã mất trí nhớ rồi sao? Tôi khác. Đúng rồi, ai rồi cũng khác mà chàng. Khác nước đâu. Vậy hả? Đợi em chút. Uống đi chàng. Tôi vừa uống cái gì mà khỏe quá đi. Sữa của em. Hả? À không anh, sữa do em đem theo. Cảm ơn người đẹp. Anh vừa nói cái gì? Cảm ơn người đẹp. Mà đâu biết đẹp hay xấu. Là sao? Mắt của tôi không nhìn thấy được gì nữa hết á. Hả? Chàng vừa mất trí nhớ mà vừa bị mù. Trong phim người ta bị có một cái thôi, nó đẻ ra 30 tập phát 3 tháng chưa hết. Còn đằng này, nó vừa mất trí nhớ, nó vừa mù. Làm sao em gói gọn trong 15 phút đi hả chị Nga? Tôi không còn nhìn thấy gì nữa hết. Chàng ơi, không nhìn thấy gì nữa hết. Ồ, lưng của ai đây? Quỷ à. Sao mới đứng mà lại nằm rồi? Quỷ, chú Duyên. Tôi không nhìn thấy gì nữa hết. Tôi không nhìn thấy gì nữa chàng hết. Chàng ơi, bình tĩnh. Không. Một khi chàng bất động thì em mới có thể hành động. Chàng ơi, em sẽ chăm sóc cho chàng. Nhưng em muốn được gọi một tiếng mình ơi. Nằm lại nhớ mình ơi nhớ thương mình nhiều. Đêm nằm lòng nghe thao thức, không biết giờ nay mình ngủ chưa. Bao đời ruộng nắng càng khô. Núi mẹ già em nào một câu than thở, thương lắm chỉ có mình thôi. Chỉ hát có nửa bài mà đã trôi qua một năm rồi. Bây giờ Bơ Lan đã lên làm trưởng làng, còn trưởng làng đã qua đời vì vết thương năm cũ. Chàng ơi, chúng ta lại trước vong linh của cha đi chàng. Dạ cái này giống em chàng. Chứ cha đâu? Dạ đây. Ủa sao nó dướng dướng vậy? Dạ hồi đó em tận em quên rút cái mũi tên ra. Cứ lại đại đi chàng. Con lại cha. Cha ơi, siêu thoát được rồi đó cha. Vợ ơi. Dạ. Hôm nay là ngày anh tháo băng mắt. Anh sắp sửa được nhìn thấy vợ của mình rồi. Em sợ lắm. Em sợ cái gì? Em sợ chàng thấy đường rồi chàng sẽ bỏ em. Em yên tâm đi, anh không phải là người như vậy đâu. Really? I swear. Quỷ à. Chàng. Hả? Sao chàng lại yêu em vậy? Em chỉ là một người con gái bình thường. Em có biết làm gì đâu nè. Là con gái phải biết giặt đồ nha các bạn nha. Là con gái phải biết lụt lau nhà nha các bạn nha. Là con gái
con gái phải biết tập tạ nha các bạn nha. Đó, em có biết làm gì đâu, em đâu phải là một người yêu lý tưởng. Nhưng đó là người phụ nữ mà anh đang cần tìm. Bởi vì anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mi miều, người yêu đại cát cao sang, lụa là gấm nhung vàng son. Anh ơi, em tìm người yêu chung thủy. Em ơi, dạ. Anh muốn vào trong anh nghỉ. Dạ, vậy, vậy đi anh. Trời ơi, tự nhiên có nguyên một đám người. Người ta vô trong rẫy bắp của mình, người ta bẻ hết bắp của mình rồi. Cái gì? Chưa hết đâu, nó còn nói Bơ Lan giật chồng của nó nữa kìa. Trời ơi. Đó, em tôi đâu có tin đâu. Tôi mới đi dẫn nó lại tới nhà của mình để đôi dối nè. Trời ơi, nhà này vô. Yeah. Vô. Tôi chính là Bơ Lan đây. Xin kính chào tiểu thư. Mày gọi ai là tiểu thư? Ở đây có hai người phụ nữ. Tôi không gọi cô, chẳng lẽ tôi gọi tôi? Chứ hai đứa này là gì? Con đó là phe địch, còn con này bán bạn cầu dinh. Bò xì. Tới đây làm gì? Tao tới đây để tìm chồng của tao. Đây là hình chồng của tao đó. Chết rồi, ảnh rồi. Tụi bay đâu? Dạ. Luôn xoát. Dạ. Dừng lại. Không đứa nào được làm gì vợ tao. Không đứa nào được làm gì vợ tao. Không đứa nào được làm gì vợ tao. À dạ, em là vợ anh. Đúng rồi, lưng của vợ tôi đây. Không đứa nào làm vợ tao. Anh Nam. Hả? Anh không nhớ em sao? Em là nữ, Nguyễn Thị Ngọc Nữ, là vợ của anh đây. Sao? Tôi tên Nam mà. Đúng. Hả? Nam, Nguyễn Văn Nam, giới tính Nam. Sinh vào giờ mùa đông, giờ Sửu Tuất Tý. Sinh vào giờ này thì thường khắc cha, cho đến năm 16 tuổi mới hết lo âu về sự mồ côi cha. Hình như tôi. Ê! Tôi nhớ. Ông sắp nhớ rồi kìa, mày làm cho ông quên đi. Tôi biết làm gì giờ. Tôi tên Nam, Nguyễn Văn Nam, giới tính Nam. Sắp rồi, sắp ra nè. Sao càng quên càng nhớ vậy? Đánh mạnh lên. Sinh vào mùa đông, giờ Sửu Tuất Tý, thường khắc cha, phải năm 16 tuổi mới khỏi lo âu về sự mồ côi cha. Tôi nhớ tôi là ai? Đúng rồi, anh chính là anh Nam. Suốt bao năm qua, em đã kêu người đi săn bắt anh và bắt anh về được sầu huyệt của em. Nhưng trong đêm tân hôn, anh đã chuốc rượu cho em say mềm và anh bỏ trốn. Tôi đã nhớ tất cả mọi chuyện rồi. Cô bắt tôi phải lấy cô làm vợ. Tôi không đồng ý, đã bỏ trốn vào trong rừng sâu. Sau bao nhiêu ngày đói khát, cũng nhờ có Bơ Lan. Bơ Lan, chúng tôi đã nên duyên vợ chồng. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tôi không yêu cô. Em không cam tâm. Em không cam tâm. Bắt nó lại. Dạ. Anh nhìn tôi đi. Nhìn kỹ vợ của anh đi. Trời ơi, nghĩ sao tôi lấy con này làm vợ? Vậy tại sao? Tại sao anh lại đến nó? Anh nhìn kỹ đi. Trời ơi, con này khác gì con kia. Không phải tôi. Anh nhìn đi. Lưng vợ tôi nè. Trời. Thôi đi. Các người đừng có hành hạ anh nữa. Tôi chính là Bơ Lan nè. Anh nhìn đi. Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc em chưa giang buộc và anh chưa thuộc về ai. Em đã hiểu ý của anh rồi. Anh đi đi. Anh về với người ta đi. Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa.
thôi, tôi chọn Bơ Lan. Mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm. Đúng, tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi. Trong tình yêu không có lỗi, lỗi là của con quỷ răng hô kia. Thôi được rồi, em sẽ chúc anh hạnh phúc, em sẽ không làm gì anh nữa đâu. Tao sẽ trả thù, tôi sẽ trả thù, trả thù. Bơ Lan, kể từ bây giờ sẽ không còn ai ngăn cản được tình yêu hai ta nữa. Bơ Lan, Bơ anh Lan. Đi đi. Đừng mà Bơ Lan. Anh đừng tìm em nữa, em không xứng đáng với tình yêu của anh đâu. Đừng mà Bơ Lan, em anh về đi. Đi có chết em cũng không bước ra khỏi cái cây này. Anh về đi. Đừng mà Bơ Lan. Anh đi đi. Mình ơi. Đêm nằm lại nhớ mình ơi. Anh mình yêu em ơi, nhớ. Anh yêu em là vì vẻ đẹp tâm hồn chứ không phải vì nhan sắc. Quỷ à. Kệ anh đi ơi. Em anh không buồn đùa giỡn với tình yêu của em đúng không? Anh không đùa giỡn. Bởi vì em là gu anh mà. Chúng ta sẽ cùng nhau lên dẫn tâm đều lý tưởng. Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng hứa nhưng bao nhiêu. Bộ và hai đứa con chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tủ lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Và xin chúc mừng cho thí sinh Tấn Phát đã hoàn thành tiết mục của mình. Một tràng pháo tay nữa cho thí sinh Võ Tấn Phát. Ơi Phát ơi Phát, cái dòng này lần đầu tiên tôi mới thấy em là một diễn viên rất là gan. Dòng nhạc bolero hát dở mà hát ngang mà không trúng một cái dây gì. Và còn xấu nữa thì rất là khó, em rất là thông minh. Em lấy hết những cái gì người ta sợ nhất em đem lên. Hát bolero phải đẹp, em đem cái xấu. Người ta hát hay thì em đem cái dở. Mà điều đặc biệt trong người của em nó có cái điện và nó có cái tiết tấu rất là tốt. Và tin được là em là một cô gái xấu như vậy nhưng mà tánh tình đẹp, rất hợp lý, thông minh để xử lý và rất là run sợ cho cái bản tài năng chết với em và Tuấn Anh hồi nãy. Tại vì hai đứa tụi em xuất sắc, mỗi một người 10 điểm. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương. Xin mời cô Hồng Vân ạ. À. Hai người cười hết pin luôn cưng. Trời ơi, chào thì nở thời hiện đại. Dạ con chào cô ạ. Thiệt luôn á. Nhưng mà chưa từng thấy một người phụ nữ nào mà xấu như vậy nhưng mà lại dễ thương như vậy. Quá là dễ thương luôn. Cái cốt truyện của cái tiểu phẩm này rất là hay luôn. Là cô tuyên bố luôn điểm của em là 10. Dạ, cảm ơn cô. Wow. Và xin chúc mừng cho thí sinh Võ Tấn Phát đã được 2 điểm số 10 đến từ ban giám khảo. Cảm thấy rất là vui là cái lúc mà xách cái vali ra đó và ba hát cái bài Mưa Rừng mà không giấu nữa. Thật sự mà cái biến rất là hay. Mưa rừng ơi mưa. Không, nhưng mà hợp lý là tại vì bạn là người thượng, bạn người miền núi cho bạn hát nó như vậy là đúng cái giai điệu miền núi. Đây là lần đầu tiên mà thấy Phát có nghĩa rằng là vô vai một cách mà bất chấp luật nhân quả luôn á. Mình xấu là mình xấu rất chỉnh chu, mình xấu tới nơi tới chốn. Mình lấy cái xấu ra để mình nói cái tốt, nhưng cái xấu này nó vô cùng tích cực. Cái vở này là một cái vở mà đánh vào cái tâm lý và đánh thức cái ý thức của con người ở trong xã hội. Đó là một điều mà làm rất là muốn nói. Xin cảm ơn những lời nhận xét đến từ anh.